Huyền ơi, lấy cho chị xin cái sạc không? Chị bảo này. Lấy cho chị những cái mẫu mà nó còn vài cái một thôi này. Đấy, cứ vài cái một mang ra đây. Tối chị Luyến Trần ơi, tối nhá. Xong chưa? Xong chưa thì đi ra được khách chơi. Lại rồi. Hai đồ. Hai đồ top top. Đèn vàng là chị ảnh mà sáng đồ top top luôn ạ. Hả? Cái đèn vàng là chị ảnh mà sáng các bạn. Đâu? Mặt em nó sao? Ảo thế nhờ. Hello mọi người. Để tối chị ơi, để tối đi ạ. Bộ pyjama em còn, chị Hạnh Quân ơi. Vẫn còn bộ pyjama nhé, chào các chị yêu. Trưa nay là lên cả buổi trưa nữa, phục vụ các chị hết công suất luôn nhé. Em còn áo gió xịn, còn áo gió xịn size 60 cân màu be không? Không chốt, gió xịn và 60 cân màu be là mã nào nhỉ? Gió xịn này. Ừ, gió xịn mà 60 cân màu be là cái gì? À, gió xịn ngày trước rồi, 215, 220 nghìn, gió trắng màu be be mà. À, đấy, gió xịn này. Làm gì còn? Em làm gì còn? Em chào chị Kim Xuyến Hoàng nhá. Tôi nhận được 3 bộ B47 rồi, chất đẹp lắm, đẹp quá. Đẹp lắm quá em ạ, chất đẹp lắm quá là sao? Bây giờ lại còn chất đẹp lắm quá chị Phương Loan. Đấy, anh đang nhận được hàng rồi. Nhưng sau gửi nhầm đơn của mình, chị Hải Đỗ cho em xin số điện thoại của chị với ạ. Áo mặc trong có. Đây này chị này, nó còn có vài chiếc thôi. Áo mặc trong còn vài cái thôi các chị yêu nhá. Để chạm mã lên từng mã một, hôm nay lên cả áo đá này, áo gió này. Bác cả tí em soạn ra xem còn tí nào nữa không. Ủa, đẹp nhở. Cái mã này không có về hàng ở đâu các chị này. Mã này không về hàng các bác, cho em xin lượt chia sẻ với nhá. Ơ chị bảo là lấy cái sạc Oppo mà. Không. Lúc nãy không cắm cái này vào không à. Áo bên trong mặc có còn có tầm 5-6 cái chị ơi, có 5-6 cái thôi. Để em đọc sai chị nào vừa các chị chốt nhá. Chắc vẫn được. Gió xịn 1 triệu trần chán. À đấy là phao mà chị, làm gì phải gió. Đấy là phao. Đây các chị ơi, áo này là mã đá bao nhiêu đây? Đá 587 chị ơi, 587. Được chưa ạ? Chị nào chia sẻ livestream cho em này, em tặng các chị luôn nhá, 99.000 một cái. Hàng của nó trước là hàng 185.000 đồng, bây giờ tặng các chị 99.000 đồng ạ. Các chị lên mã hàng cho em là. Đây mã hàng có một áo, ba áo giá 87 rồi. Không lên 87 à? Chị nhầm, tối qua mình có mã 87 của Chanel rồi. Này về mã khác đi. Đá 587. Đánh 587 được thì có. Rồi các chị comment của em mà đá 587 các chị nhá. Đá 587 và kèm số điện thoại ạ. Rồi nhận được hai bộ xả sáu chất đẹp lắm à. Rồi áo này em tặng các chị 99.000 đồng. Chị nào chia sẻ livestream chốt đơn nhá, hàng 185. Được chưa ạ? Hàng 185 em tặng các chị 99.000 đồng ạ. Đá 587 có size M, L, XL, các chị 45 đến 65 cân đổ về em chốt đơn nhá. 45 cân đến 65 cân đổ về chốt đơn, mỗi này mẫu lẻ. Nào bây giờ một đứa vào trong cái bốc cho chị những cái mẫu lẻ nó có, nói chung là mỗi cọc còn ít đi. Thảo đi, thảo hội chị một lúc đi. Đá 587 và kèm số điện thoại ạ. Các chị nhá, nó còn có vài chiếc ạ. Nói chung là nó vẫn đủ size MLXL. Đủ size MLXL ạ các chị này. Đẹp nách luôn ạ. Nhưng mà nó lẻ một ít thôi các chị nhá. Nó lẻ một ít thôi. Các chị lên đơn hàng ạ. Đá 587 và kèm số điện thoại cho em ạ.
Hết rồi em ơi, chị Nguyễn Thị Phạm Thị Trái hết hàng rồi nhá. Đây các chị này, nó còn vài cái tặng các chị 99.000 đồng cho qua mẫu luôn này, 99.000 đồng một áo mã đá 587 và kèm số điện thoại cho em ạ. Cho em xin lượt chia sẻ với các bác ơi. Tiếp theo nào em ơi, qua luôn nào. Đúng không? Đấy, đấy, đấy. Rồi tiếp theo em qua mẫu nhá. Mã này các chị lên cho em là đá 580 là mã chữ có hình cái nơi này cho em ạ. Đá 580 và kèm số điện thoại LXL này. Cái này vẫn còn MLXL nhưng mà mỗi mẫu còn 1-2 chiếc ạ. Cái dạng mỗi mẫu còn 1-2 chiếc. Các chị lên mã hàng cho là đá 587 và kèm số điện thoại. Ok chạ, đá 587 kèm số điện thoại cho em ạ. 99.000 đồng. Được chạ, 99.000 đồng một áo ạ. Lên cho em mã hàng kèm số điện thoại cho em mẫu này ạ. 99.000. Ok chạ, 99.000 đồng ạ. Đá mã gì ạ? 580 các chị nhá, mã đá 580 ạ. Đây mã ảnh 580 cho em ạ. 99.000 đồng luôn. 45 cân đến 65 cân đổ về em chốt đơn ạ. 44-45 cân đổ lên các chị nhá. 44-45 cân đến 65 cân đổ về chốt đơn hàng ạ. Đá 680 ạ. Đá 680 mã này ạ. Thôi các chị ơi ngừng chốt 587 hết hàng rồi ạ. 587 em hết rồi ạ. Mã này các chị có lẽ là đá 580 và kèm số điện thoại cho em ạ. 580 lên đơn hàng và kèm số điện thoại ạ. 99.000 đồng một áo. Các em còn là 1, 2, 3 này, 4, 5, 6 cái. Đấy chứ ạ, 6 cái ạ. Đá 580 ạ. Các chị lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em. Mã đá 580 các chị này. Cái phần tay của nó cũng đẹp các chị nhá. Mã này là em gọn mẫu rồi đấy ạ. Cắt mẫu hàng luôn là 99.000 đồng các chị ạ. Vừa bán vừa tặng các chị luôn ý. Đá 580 ạ, MLX. Đấy, 1M này, 2 cái size L, 1 cái size XL là em hết à. 2 cái size XL. Còn đúng số của cái size M đây ạ. Đá 580 và kèm số điện thoại ạ. Chị ra link comment lại mã hàng chị ơi. Mã là mã 580 mà. Comment 680 là sai mẫu ấy chị ơi. Mã đá 580 và kèm số điện thoại cho em. Tiếp theo ạ. Hả? Mã này lên cho em là đá 573 nhá. L XL. Mã này là còn LXL. Đấy, còn chục cái của size LXL các chị này. Mã này lên cho em là đá 573. Thì sẽ 573 và kèm số điện thoại cho em ạ. Rồi sao các chị cứ quay mày là 680 vậy? Em vừa đọc là 580 mà chị. 680 là không phải đâu chị nhá. Không lúc lại bảo nhân viên em sai mẫu đã bán sản lỗ rồi ạ. Đá 580 là áo em đang mặc đây này chị này. Đá 580 cho em. Kèm số điện thoại các chị có đơn hàng. Rồi ạ, tiếp theo các chị ơi, mẫu này cho em. Mẫu này cho em ạ, LXL 2 size các chị nhá. Còn LXL 2 size ạ. Lên mã hàng cho em là mã là đá 573. Đá 573 cộng số điện thoại cho em ạ. Đá 573 LXL 2 size. Còn tầm hơn chục cái các chị yêu nhá. Còn tầm hơn chục cái ạ. Size L và size XL các chị lên mã hàng này cho em là 573. Đấy chị ạ, đá 573 và kèm số điện thoại ạ. Đá 573 và kèm số điện thoại cho em ạ. Các chị đi qua like cho em xin lượt chia sẻ với. Các chị nhìn hàng cho em ạ, quá xuất sắc luôn nhá. À phao nâu kia, phao nâu kia là hàng em sale 1,5 triệu chị ơi. Mã này là đá 573. Không có size của 90 cân 1m6 thôi chị ơi. Mã này chốt đơn các chị dưới 65 cân thôi. Từ khoảng là 53, 54 cân đến 65 cân đổ về ạ. 573 nốt các chị một mã này này. 119.000 ạ. Để chạm 119.000 đồng một áo ạ. Lên đơn hàng và kèm số điện thoại. Cái phần thân của nó sẽ là cốt tông nhá. Còn tay của nó là pha ren lưới như này. Để chạm tay của nó sẽ là pha ren lưới như này cho em ạ. Đá 573 cộng số điện thoại ạ. 100 ạ. Bao nhiêu tiền? 119.000 đồng các chị yêu nhá. 119.000 đồng các chị lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em mẫu này ạ. LXL 2 size ạ. Thế chứ ạ, LXL 2 size ạ. Chân váy em mà còn sót có 2-3 chiếc thôi chị ạ. Sót 2-3 chiếc mà các hình khác nhau. Mỗi đá 573 cho em ạ. 119.000 đồng nốt các chị yêu này. 119.000 đồng áo ạ. Lên đơn hàng cho là đá 573 và cộng số điện thoại ạ. Đá 573 và cộng số điện thoại cho em ạ. 119.000 đồng các chị cái nhá. Mà phao nâu đi em ạ. Còn mỗi một cái thôi chị ạ. Còn mỗi một cái. Tiếp theo mẫu này ạ, đấy cho nó gọn hết những cái mà lẻ lẻ ít ấy. Mẫu này đá 21 cho em nhá. Mẫu này các chị có là đá 21 này, M này. Đá 21 lên đơn hàng ạ, ML, XL. Nói chung là vẫn đủ size. Nhưng mà đa số là còn size XL các chị nhá. Đa số là còn size XL. Mẫu này các chị comment cho là đá 21. Được chưa ạ? Em qua mẫu luôn này. Con này của nó nhung nhung.
mã đá 21 thôi em. Đấy chứ ạ, đá 21 kèm số điện thoại ạ. MLXL 45 đến 65 cân. 45 cân đến 65 cân đổ về chốt đơn hàng ạ. Đá 21 và cộng số điện thoại cho em. Đây các chị này. Phần tay bên tay của nó sẽ là có một cái gen và đính đá các chị nhắc. Đá 21 ạ, 119 nghìn đồng các bác luôn này. 119 nghìn đồng là em xả ngày hôm nay nhé các chị yêu nhá. Còn một chiếc size M hay sao, còn đâu là LXL. Đấy, size M các chị từ khoảng là 44-45 cân đổ lên đến tầm khoảng là 55 cân đổ về em chốt size M. Dưới 60 cân chốt size L và dưới 65 cân em chốt size XL ạ. Lên mã hàng cho em là đá 21 và kèm số điện thoại ạ. Có áo da không em có chị ơi, áo da tí em lên sau nhá. Mã này các chị có là đá 21 cho em. Đá 21 là 119 nghìn đồng một áo. Để chạm 119 nghìn đồng em sale luôn các chị yêu mã này. Ok chạm 119 ạ, cách số điện thoại cho em ạ. Đẹp xịn xò luôn các chị gái nha. Nhìn hàng cho em này, toàn bộ của nó hàng đá Quảng Châu ạ. Quần đang mặc xếp đi trước không vậy? Em không, đây là váy mà chị, đây là chân váy mà có phải là quần đâu. Đây là chân váy mà chị gái. Mã này các chị có là đá 21 cho em. MLXL ạ. MLXL. Đấy đa số là còn LXL nhá, nó không còn size M mấy đâu. Thường là còn size to là nhiều. Thường là còn size to là nhiều các chị dưới 65 cân em chốt đơn ạ. Dưới 65 cân em chốt đơn hàng ạ. Đá 21 và cộng số điện thoại cho em. Đấy, nó cũng còn bầm 7-8 cái. Trước là 175 các chị này. Trước là 175 rồi tặng các chị nốt 119.000 ạ. 119.000 đồng lên đơn hàng cho là đá 21 kèm số điện thoại cho em ạ. Hết này. Đây, các chị mã chữ này cho em này. XL. Đây có hình bông hoa. Hình như cái này còn nguyên XL thì phải không? Cái này em còn nguyên size XL nhá các chị nhá. Cái hình bông hoa em còn nguyên size to thôi, không còn size bé. L em còn một cái này. Size L còn một cái nhá các chị nhá. Mã này các chị lên đơn hàng cho em là đá 612. Đấy chứ ạ, đá 612 cái hình bông hoa hồng này em còn nguyên size XL đấy ạ. Còn nguyên size XL. Em kỷ niệm các chị luôn 119 nghìn đồng một áo. Đấy chứ ạ, 119 nghìn đồng một áo ạ. Các chị lên đơn hàng cho em là đá 621 ạ. À đâu? Đá 612. Đá 612 cho em mẫu này ạ. Nói chung là đa số là còn sai các chị từ khoảng là... Ôi, chị kéo nào. Các chị cái này. Rồi. Mã đá 612 ạ. Bờ thổ em có thổ xanh chị ơi. Đá 612 cho em 119.000. Size L em còn đúng một chiếc nhá. Đấy chứ ạ, size L các chị từ khoảng 50-52 cân đổ lên đến tầm khoảng là dưới 60 cân đổ về. XL thì các chị tầm dưới 65 cân đổ về em chốt đơn ạ. Đá 612 cộng số điện thoại cho em ạ, 119.000 đồng ạ. Ok chứ ạ, em xả luôn 119.000 đồng một áo ạ. Lên mã hàng cho em ạ, đá 612 ạ, kèm số điện thoại ạ. Đá 612 và kèm số điện thoại cho em 119.000 đồng một áo. Các chị lên đơn hàng cho em mẫu này ạ. Đẹp quá các chị ơi, đá 621 em hết nhá. Đá 21 em hết, còn mã này là mã đá 612. 612 ạ, các chị nhìn cho em ạ, chuẩn cho em mã hàng mình có đơn ấy chị yêu nhá. Chuẩn mã hàng cho em mình có đơn ạ, đẹp thực sự luôn các chị yêu, nhìn cho em mã này. 119.000 ạ. Được chưa ạ, 119.000 đồng. Đá 612 và kèm số điện thoại cho em. Các chị ơi, đẹp xuất sắc luôn các chị ạ, đẹp xuất sắc luôn ạ, 119.000 đồng một áo, đá 612 cho em nhá. Size đa số là còn XL được, size L em còn mỗi một cái đấy ạ. Size L em còn đúng một cái, còn nguyên size XL các chị tầm khoảng là 58 cân đến 65 cân. Đấy, từ 58 cân đến 65 cân em chốt đơn ạ. Mã đá 612 và kèm số điện thoại cho em. Đẹp mê ly luôn các chị gái ạ, đẹp mê ly luôn. Rồi ạ. Đá 92 em đủ size, đủ số lượng các chị nhá, đủ size, đủ số luôn. Mã này các chị lên đơn hàng cho em là mã này bán bao tiền? Đá 92 này. Lên con đá 92 này các chị này. Đẹp xuất sắc luôn các chị ạ. Đấy chứ ạ, đá 92 chị nào chưa chốt được nhanh tay nhá. Chị yêu nào chưa chốt được nhanh tay, mẫu này em vẫn đủ size số là MLXL 3 size. MLXL 3 size ạ, các chị lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em. Cái hàng gió tàu này mình để chỗ nào đấy Linh nhỉ? Đằng sau chị kìa, mã kia có số lượng nhỉ? Đâu? Rồi, đá 612, à quên. Mã đá này là đá 92. Đá em mặc là đá 92, có áo gió để em tí em lên một áo gió chị ơi. Đợi em một tí. Mã này các chị comment là đá 92 và kèm số điện thoại ạ. Áo đá 92 bán bao tiền đấy nhỉ anh nhỉ? 175.000 một áo. Đấy chứ ạ, mã này là 175.000 đồng các chị yêu nhá. Đá 92 và kèm số điện thoại ạ. 3 size MLXL. Các chị từ khoảng là 42-43 cân đến 65 cân đổ về em chốt đơn ạ. 65-66 cân.
Đấy, đá 92 cho em mẫu này các chị này. Đẹp lắm luôn các chị ơi, đá rất là sáng luôn các chị á. Đá rất là sáng luôn ạ, đá 92 vào cộng số điện thoại ạ. Mua sau lại được giá rẻ, 612 hôm trước mình mua 170 đấy. Chị ơi, bây giờ nó còn có vài cái thôi mà chị. Em bảo rồi, cái mã là 612 bây giờ em còn có vài chiếc thôi, làm gì còn hàng ở đâu. Thế em bảo là nó đa số là nó còn lẻ sai lẻ số thì em mới sale chứ, đủ sai đủ số thì em mà bán sale giá như thế là em cực nguồn luôn ý chị ơi. Không, còn ít chủ yếu là đem bán. Đây ạ, mẫu này các chị coi là đá 92 ạ, áo gió đi em một tí chị ơi. Đá 92 và kèm số điện thoại ạ. Ờ, xem của chị xem cái áo gió màu cái mã này xem nào, gió 50 này xem còn hàng không? Có 50 thì còn. Còn. Không có mấy cái mà chết rồi. Ừ thì còn mấy cái. Nó cũng còn sắp chết. Xem của chị xem cái áo gió hồng này xem còn hàng không nào. Chị Quỳnh ơi, chị giao em chỗ cái bao tải, bao tải đen đen kìa. Ở chỗ đấy có một mẫu áo gió, gió một hình như ở đấy giao ấy. Ở dưới chỗ đang tải đen mà, đấy ở trong cái gầm đấy. Còn gió 5 thì không biết là để chỗ nào, nó để gió 5 chỗ nào. Lúc của chị gió 5 ở đây nào. Đấy, gió 5 chỉ có trên sàn thôi. Đây gió 5 đây các chị này. Gió 5 còn mặt này. Ui giời. Thôi gió 5 các chị nhá. Đâu thì đưa gió 2 chị xem nào. Đây các chị ơi, nhìn cho em một con áo gió 5 này. Em còn là sót các chị nhá. Em còn sót này, một cái màu xanh này. Một cái màu xanh của size L các chị dưới 55 cân cho em ạ. XL đấy các chị dưới 60 cân nhá. Hồng thì em còn L XL ạ. Hồng còn L XL 2 size ạ. Màu đỏ thì em đang còn size XL các chị 55 đến 60 cân. Đỏ em còn XL các chị dưới 55 đến 60 cân ạ. Em tặng các chị luôn ạ, 100. 100 ạ, 60 nghìn. 160 nghìn đồng một áo gió này các chị yêu. Ok chị ạ, 160 nghìn đồng một áo gió. Các chị nhìn hàng cho em ạ. Đó chính là size số của nó. Đâu nhỉ? Đúng không? Phải đeo nhỉ? Đây, nó có thể là cúc đen, có thể là cúc tím như này các chị nhá. Có thể là cúc đen, cúc tím như này ạ. Các chị comment là gió 5 mà kèm số điện thoại ạ. Gió 5 mà kèm số điện thoại cho em màu hồng này. Đỏ em còn sót 2 chiếc các chị này. Đỏ còn sót 2 chiếc các chị yêu nhá. Màu xanh em còn một cái. Đấy. Màu xanh em còn một cái ạ. Các chị có phải là gió 5 cho em xả 160 nghìn cái. Em xả 160 nghìn nốt này. Hôm trước là giá là 210 hay 215 nghìn một áo đúng không ạ? 219 á. Rồi hôm nay xả các chị luôn ạ. Gió 5 ạ, kèm số điện thoại cho em ạ. 160 nghìn ạ. Ok chị ạ, 160 nghìn đầu các chị nhìn hàng cho em ạ. Chất lượng luôn, gió 5 nhá. Cơ hôm qua mẫu luôn này. Chị nào lấy màu xanh này. Xanh các chị tầm dưới 55 cân cho em ạ. G13 em đang tạm hết hàng chị gái ơi. Tí đắc soạn xem là còn những cái gì đây em ơi. Đấy, màu đỏ đây các bác ơi, đỏ của nó là đỏ đô cho em nhá. Đỏ đô cho em sale 160.000 áp dụng tài khoản chia sẻ livestream. Áp dụng tài khoản chia sẻ livestream cho em ạ. Gió 5 mà kèm số điện thoại em qua mẫu luôn ạ. Em qua mẫu luôn. Rồi ok, áo đá em mặc là đá 92 chị. Đá 92 là 175.000 chị nhá. Đá 92 là 175.000 ạ. Các chị lên đơn hàng cho em là đá 92 và kèm số điện thoại ạ. Hơn lúc trước chị lấy 201 ạ. Đúng rồi chị ơi. Em cũng nhớ mang máng là 201 hay 219 nghìn đồng gì đấy. Bây giờ em xả các chị 160 nghìn em xả lỗ rồi. Được lãi được cả các chị 15-20 nghìn. Bây giờ là xả lỗ thực sự luôn đấy các chị ạ. Rồi gió 5 em hết hàng đấy chị nhá. Gió 5 em hết này. Rồi tiếp theo các chị ơi, lên các chị một con gió hàng Quảng Châu này. Để chạm một con áo gió của hàng Quảng Châu luôn. Xem một chị xem còn màu gì size gì em ơi. Sao cái Huyền nó không lên đây để mình nhờ nó nhỉ? Cái Huyền lên chưa? Màu đấy à? 3 màu. Chị đây rồi. Còn đa số là chị Quỳnh màu. Ơi, chị ra đây chị nhặt hàng của em phát. Đa số là màu. Màu còn màu gì em? Còn màu hồng, màu đen, màu đen vàng nhiều nhất. Đen vàng nhiều đúng không? Ừ. Rồi ok. Đây các chị này, một con gió của hàng Quảng Châu cho em ạ. Các chị lên mã này cho em là gì nhỉ? Gió 6 cho em nhé. Mẫu này các chị comment là gió 6 á. Để chạm gió 6 và kèm số điện thoại ạ. Trời ơi, hàng Quảng Châu các chị ạ. Thực sự luôn nó đẹp như này. Em có hai size là size M với size L. Chị em chốt đơn các chị từ khoảng là 40 cân đến 57 cân đổ về em chốt. Để chạm 40 cân đến 57, 58 cân đổ về. Hiện tại em đang có màu đen các chị này. Màu đen là một này. Chất này của nó là dòng chất kaki ướt ấy. Chất kaki ướt cho em ạ. Các chị comment là gió 6. Em cũng tặng các chị nốt ạ. 179 nghìn đồng một áo. Ok chị ạ, 179.000 đồng một áo. Các chị lên đơn hàng cho em là gió 6 và cộng số điện thoại ạ. Em thấy hàng trước của nó là 207, 208.
270-280 nghìn nhà em đang bán, các chị nhắc bây giờ em tặng các chị luôn là 179 nghìn đồng ạ, 179 nghìn đồng một áo ạ. Lên mã này cho em là gió 6 ạ, gió 6 và kèm số điện thoại ạ. Đấy, một chị một áo đá 92 rồi, ok chị Nguyễn Thị Lý. Con này chất đẹp lắm luôn các chị ạ, hàng Quảng Châu chị ạ. Chất này của nó chất kaki, chất kaki ướt cho em ấy. Nó mềm lắm các chị ạ. Nó mềm lắm luôn các chị nhá. Mã này các chị gọi là gió 6 ạ. Gió 6 các chị chọn màu để chọn size vừa. Em có hai size là size M với size L. Em có hai size là size M với size L luôn ạ. Áo mặc 179.000 chị ạ. Chất đẹp lắm luôn các chị ơi, nhìn cho em hàng này. Đây màu hồng cho em nhá. Đấy chị ạ. Gió 6 cho em màu hồng này. Gió 6 cho em màu đen và gió 6 cho em màu vàng, cộng số điện thoại cho em với ạ. 179.000 đồng một áo. Em vừa bán vừa tặng. Để chạm xả nốt các chị yêu nhá. Xả nốt hàng luôn ạ. Em nghỉ Tết các chị ơi. Chị Hà Bùi có, chị Oanh Hoàng ạ, chị Nguyễn Vân ạ, Nguyễn Minh Nhật chốt đơn hàng ạ. 179.000 đồng các chị gái nhá. 179.000 ạ. Chị Thanh Loan có ạ. Chị Tú Triệu có đơn hàng ạ. 179.000 đồng các chị, không phải suy nghĩ câu nào. Em hứa luôn giá này các chị ơi, các chị nhập hàng không được đâu. Giá này là giá thanh lý rồi. Để chạm giá này của nhà em là giá thanh lý rồi các chị ạ. Thực sự luôn những cái dòng áo gió này rất là dễ mặc. Đấy, những cái dòng áo gió này dễ mặc luôn ạ. Chị Huyền Thúy có ạ, chị Thúy Hải, chị Nguyễn Hương có đơn hàng ạ, chị Lý Đỗ có đơn hàng ạ, chị Bích Phạm ok chốt đơn ạ. Gió 6 nhá, chất kaki ướt chị ạ, nó không phải là chất thô. Nó không phải chất thô ạ. Đây màu đen cho em ạ. Màu đen ạ, gió 6 ạ. Hình như là mình còn ít gió lót lông của hàng tàu hay sao đúng không? Gió lót lông ấy. Gió 6 và kèm theo số điện thoại cho em. Được chưa ạ? Gió 6 kèm số điện thoại ạ. Chị Lê Thị Cải có ạ, chị Hương Nguyễn có ạ. Áo da lót lông còn size XL không ạ? À? Hình như là vẫn còn chị ạ. À, chị Phan Thị Lập cho em số điện thoại với. Em ơi chị mua bộ bên em bị rộng, cho chị gửi đổi với. Chị Nguyễn Thị Huyền để lại số điện thoại chị ơi. Các chị muốn đổi hàng hay như nào các chị gọi vào số hotline cho em với nhá, để mình giải quyết cho nó nhanh. Chị Định Nguyễn Thị có ạ, chị Thắng Hà chốt đơn hàng ạ. An Nhiên Nguyễn có đơn hàng ạ, gió 6 màu hồng ạ. Em bảo rồi, cái mã này các chị mua ngoại trường không bao giờ có dưới 300. Tại vì nhà em ở trước đã hàng 270-280 nghìn rồi. Bây giờ em tặng các chị mức giá là 179 nghìn đồng một áo. Đấy chị ạ, chị Hiền Đặng có, chị Nguyệt Nga có đơn. Em cảm ơn chị Điệu Điệu nhá. Chốt bao hôm thấy hàng em ạ, chị không thấy hàng á. Ui bao hôm là dĩa nhận được hàng chị. Tại vì cuối năm rồi, hàng hóa nó quá tải chị ạ. Chị Hoa Nguyễn chốt đơn ạ, do 6 chị nhá. XL. Đâu áo gió lót lông ở chỗ nào? Đây tiếp theo. Gió lót lông có cả hàng công ty, có hàng cả hàng Quảng Châu nữa. Đấy, các chị này, ngày hôm nay cho các chị gọi là xóa cánh luôn nhá. Đây hàng Quảng Châu đây các chị ơi. Đấy, đây là hàng Quảng Châu cho em ạ. Các chị chọn cho em được size vừa nhá. Có thể là nó sẽ có 2-3 kiểu khác nhau đấy ạ. Nó sẽ có khoảng 2-3 kiểu khác nhau luôn ạ. Mã này các chị comment là gió 7 ạ. Gió 7 và kèm số điện thoại cho em. Các chị này, em cũng không biết là bây giờ nó còn kiểu gì với con à. NB à? Ừ. Mẫu này là nguyên NB mà. Rồi em đang còn màu đen với màu hồng. Em đang còn màu đen màu hồng ạ, của gió lót lông các chị nhá. Mà con này thì các chị ơi ấm gọi là sướng đời luôn ạ, nhẹ lắm. Chất của nó bên ngoài chất kaki ướt, bên trong của nó lông của nó trần trám như này. Để chạm lông trần trám như này em tặng các chị luôn ạ. 200 ạ. 30 nghìn. Ok chị ạ, 230 nghìn đồng một áo. Không biết là còn đủ size không đây? Còn nhiều mẹ này rồi. Còn có vài cái thôi mà, mẫu này hết rồi. Đấy, còn tắt đấy. 230 nghìn. Các chị lên mã này cho em là gió 7 cho em nhá. Gió 7 và kèm số điện thoại ạ. Còn cái size M sao ấy? M này. À có cả L, có M, L hai size các chị nhá. Khoảng các chị tầm 58 cân đổ về ạ. 40 cân, 58 cân các chị ơi. Từ 40 cân đến 58 cân đổ về em chốt đơn hàng ạ. Mã hàng lên cho em là gió 7 và kèm số điện thoại ạ. Rồi gió 7 cho em, màu đen các chị này. Đa số là hình như là màu đen nó chỉ còn size M thôi các chị ạ. Đúng rồi, màu đen chỉ còn size M thôi. Size M các chị tầm khoảng 53-54 cân đổ về nhá. Size M tầm 53-54 cân đổ về em chốt đơn hàng. Các chị này chất của nó chất kaki ướt cho em. Bên trong của nó sẽ là trần chám, trần lông cho em như này các chị ạ. Giặt nó không bị xô cái lông áo các chị nhá. Giặt không bị xô cái lông áo ạ. Lên mã hàng và kèm số điện thoại cho em ạ. 230 nghìn một áo là em xem. Em còn nguyên size M thôi.
Em đang còn nguyên size M thôi ạ. Các chị lên đơn hàng cho em là gì ạ? Gió 7 và kèm số điện thoại ạ. Đẹp lắm luôn các chị ơi, sờ chất đấy các chị này. Ý chị ạ, sờ chất cho em này. Gió 7 cho em 230. Gió 7 230 nghìn ạ. Dạy gió 7 cái gì xong là dạy gió 6 là sao chị? Đây các chị này. Gió 7 cho em nhá, 230 ạ. Các chị ơi, size M các chị tầm khoảng là 53-54 cân. Size L các chị tầm 57-58 cân đổ với em chốt đơn ạ. Mã hàng là gió 7 và kèm số điện thoại ạ. Về các chị trích cái túi ra cho em với. Tại vì em chưa trích túi các chị này. Mặc nó nhẹ nó ấm. Mà nó lót lông các chị thoải mái ấm cho em. Rồi qua mẫu là còn một cái màu cam này. Còn một cái màu cam đào nha các chị yêu nhá. Cam đào này là size L. Size L các chị dưới 58 cân cho em ạ. Size L các chị nhà mình dưới 58 cân em chốt đơn hàng ạ. Đây các chị gái này. Mã hàng cho em là gió 7 nhá. Gió 7 cho em ạ, 230.000. Các chị đang mua ngoài 380-400.000 một cái. Đấy chưa ạ? Giá thị trường đang là 380-400.000, em tặng các chị mức giá là 230.000 ạ. Em qua mẫu luôn các chị ạ. Nhanh nhanh cho em nhá. Nhanh tay mình có đơn hàng ạ. Đấy chưa ạ? 230.000 đồng ạ. Mã hàng cho em là gió 7 và kèm số điện thoại ạ. À cam còn 2 cái rồi ạ. Cam còn 2 cái này. Cam còn 2 cái đều là size L hết. Đấy, màu cam đào em còn 2 cái đều là size L hết các chị gái ơi. Cam đào còn 2 cái ạ. Sao dài thì em lên sau chị gái ơi. Sao dài thì em lên. Đâu mà áo gió nào còn nó mang đây chị nào. Cái gió em vừa chị. Kệ kệ chị thấy có mã này nhiều. Đây, nó là cái gió 4 chị bán. Đâu gió 4 đâu. Trên bàn đi ghi vần đấy. Đây á? Ờ. Đây không phải ghi vần. Không, là IF mà. IF to đấy gió 4. Phải không? Không phải. Đây là khác mà, đây là chữ khác này. Đây là NI. Đây là NI. Không, bán cho mấy mẫu là một khác. Ừ, nó để sao. Mỗi gió 5 là khác kiểu. Đâu đấy? Đây 3 màu như này đi. Cho 3 màu. Đây là gió mấy đây? Mã này gió 4 đúng không? Phải gió 4 đúng không nhỉ? Ừ. Đúng rồi, gió 4. Mã này các chị comment là gió 4 và kèm số điện thoại nhé các chị nhá. Chị chuyển khoản G13 đã đi đơn chưa? Có ai gọi chốt đơn cho chị chưa? Chị Mỹ rồi. Mỹ nhá. Ừ. Ôi giời, đi đơn rồi mà. Đây các chị nhá, mẫu này các chị comment là gió 4 cho em ạ. Chân váy em đang mặc có. Mã này các chị yêu comment là gió 4 và kèm số điện thoại các chị này. Gió này của nó là gió 2 lớp. Chủ tài khoản Hoàng Thị Loan Nguyệt là tên nick của chị Nick Mùa Xuân nhé. Sao lại Hoàng Thị Loan Nguyệt là sao? Chị cũng... À chị tên là Hoàng Thị Loan Nguyệt á. Để tí em like xong em kiểm tra nhé Xuân Mùa ơi. Đây chị này. Mã này các chị comment cho em là gió mấy nhở? Gió 4 đúng không? Gió 4 ạ. À, em mặc là cam đất nhá các chị nhá. Để cho em tặng luôn các chị yêu là 160.000. Để cho ạ, 160.000 đồng một áo. Phong các chị tầm khoảng dưới 60 cân đổ về em chốt đơn nhá. 40 cân hay 60 cân là em có size vừa. Em đang có màu cam đấy các chị này, màu đen này và tông màu hồng ạ, ba màu cho em các chị ơi. Ba màu trên như này ạ, chất gió nó dày dặn luôn các chị này. Chất gió dày lặn luôn, em xả luôn 160. Vừa bán vừa tặng luôn các chị yêu. Để chạy nhanh tay mình có đơn hàng ạ. Nhanh tay ạ, nhớ cho em là chia sẻ like lên trang cá nhân của mình cho em với ạ. Mã này là gió 4. Mã này là gió 4 cho em ạ, gió 4 và kèm số điện thoại ạ, 100 ạ. 60.000 một áo chị ơi. Áo đen đá em mặc bên trong là đá 92 chị ạ. Đá 92 là 175.000 một áo chị nhá. Đá 92 là 175.000 ạ. Mã gió em mặc là gió 4 ạ. Đấy chị ạ, gió 4 cho em các chị nhìn hàng này. Đây là màu cam đất, các chị ạ, màu cam đất này, màu hồng và tông màu đen, ba màu cho em ạ, chị Trần Phương ạ, chị tới sang có đơn hàng ạ. Áo khoác dáng dài em có và chị Xuân Mùa ơi. Khoác dáng dài em có. Đấy chị ạ, chị Huế Vương, tí em sẽ lên cái chị cái mẫu mà nó là dòng parka ấy nhưng mà nó không lót lông, nó chỉ gọi là lót lụa bên trong cái chất kaki ướt, nó rất là đẹp luôn. Chị Trần Phương có, chị Rồng Bay ok chốt đơn hàng ạ. Em gọi sáng qua đi đơn rồi mà chị. Chị Mai Thu Lệ ok chốt đơn ạ. Chị Như Quỳnh Đoàn có đơn hàng ạ. Mã áo cho em là gió 4 và kèm số điện thoại các chị nhá. Chị Nguyễn Gia ok chốt đơn. Không có xanh than chị ạ. Mẫu này không có xanh than. Đây cái túi của nó có khóa các chị này. Túi có khóa cho em ạ. Gió 4 màu cam ạ. Mũ tháo rời được các chị nhá. Mũ tháo được cho em. Đấy, gió 4 và kèm số điện thoại ạ. Áo đang mặc bên trong người là 175.000 chị Bích Ngọc Đoàn ơi. 175.000 một áo. Đây chị này. Bộ 75 là đá 92. Còn áo em mặc bộ nhung em có chị Hoa. Hảo Quang Đông em có. Lẽ áo len chữ C về màu đỏ chưa em? Chưa có về hàng chị Lan ạ. Chưa có về hàng ấy, đợt này hàng khan lắm. Chị Minh Thu Vinh có, chị Hồng Hoa, chị Hồ Nhung ok em chốt đơn ạ. Tí lên sau chị Xuân Mùa nhá. Chị Lưu Hiền có, chị Hà Ngô chốt đơn hàng ạ. Bà chủ xinh đẹp. Em cảm ơn ạ.
chị Nguyễn Hương có màu hồng này. Giá 92, ok chị Đỗ Thị Nghĩa. Ui rồi cứ khen em thì khen cả ngày luôn. Đấy, em nhận lời khen cho má của em. Đấy, em nhận hết. Chị ơi, chị nào khen em xinh em nhận hết chị ạ. À, Nội Vương ok, chị chốt đơn ạ. À, chị Nguyễn Thị Dung có nhá. Đá 92 chị này, mặc sướng lắm. Cái phần thân của nó cốt tông ấy ạ. Phần thân cốt tông nó sẽ co giãn thoải mái. Chân váy em mặc thì nó còn lẻ các mẫu chị ạ. Nó còn lẻ các mẫu như này. Đó, chân váy xòe, ủa cái chân váy này nó rất là dễ phối đồ. Bên trong nó có quần chị ạ. Bên trong có quần bên trong ấy. Đấy. Rồi cảm ơn các chị yêu. Chị hết tiền rồi. Mẫu nào cũng muốn mua thế này ạ. Nào các chị thích cái gì ạ? Kể cả hàng hè lẫn hàng đông thì em đều có sẵn cho các chị luôn. Chị xuyên dạp cưới Liên Văn có gió 4 này. Áo đá cục tay xanh cô ban chị Nhung Nguyễn ơi. Nhà em vẫn đang chốt đơn của hôm qua chị nhá. Vẫn đang chốt đơn hôm qua. Chị Nguyễn Thị Đăng ạ, chị Trần Xuân đá 92 này. Chị Tú Triệu có màu cam đất này. Chị Hồng Trần Thị có, chị Bích Ngọc Nguyễn có đơn ạ. Đá 92 là 175.000 một áo chị ạ. Chất nó đá nó sáng lắm chị ơi. Đá nó sáng lắm. Chị Nguyễn Trang ok chốt đơn ạ. Định Nguyễn Thị có, chị Thắng Hà có đơn hàng ạ. Yêu ơi các chị ơi. Đẹp quá các chị ạ. Giờ cho em một mẫu nữa nào. À đây. Bộ áo gió nữa các chị yêu, nhìn cho em hàng này. Toàn bộ của hàng Quảng Châu nó xịn đét như này luôn. Đấy. Bác nào lấy gió 4 nhanh tay, em còn số lượng ít thôi các chị ạ. Để cho em còn số lượng nó rất là ít thôi. Len chám đi chị à, cổ lông à. Len chám cổ lông chị đang sale là 500 mấy ấy. Cho em mặc váy. Cho em mặc váy của chị. Có, em ơi em cứ lấy đi. Nhưng mà nó sẽ có là các hình khác nhau nhá. Đấy chị xin cốc nước với em ơi. Lấy chị xin cốc nước nào. Chị uống nước đi. Áo màu đen size 63 cân này. Chị đang hỏi áo gió hay áo đang ngồi áo gió hay áo đá à chị? Áo em mặc là 175.000 chị gái ơi, 175.000 đẹp lắm. Đá nó sáng. Thực sự các chị là em không lấy những cái hàng đá mà nó rẻ đâu. Đá rẻ thì cái màu đá rất là xỉn, nó không được sáng đâu chị ạ. Nhà em toàn lấy những cái dòng mác chữ M này, tại vì hàng cao cấp cho các chị luôn. Em bảo ra thị trường người ta toàn bán các chị 230, 250, 280. Em tặng các chị giá 175.000 ạ. Đồ hè nhà em có sẵn rồi. Đấy, cái gì cũng sẵn sàng phục vụ các chị luôn. Chị Vân Dung có, chị Hàng Đoàn chốt đơn nhá. Em ơi, tiếp cho chị cái áo đá đi. Thề luôn, để mà nói về áo đá nhà em, các chị cứ gọi là một ngày không hết hàng luôn. Qua nay phải bán vàng để mua hàng nhà em Loan. Thank you chị yêu. Bán gà. Chị thì bán vàng, chị thì bán gà, chị thì bán lúa. Đấy. Em không biết là các chị trêu em này, các chị nói thật đấy ạ. À? Rồi em lên tiếp một mẫu áo đá đấy nhá. Áo em mặc là đá 92 ạ. Rồi hôm nào chị cũng lên kêu hết tiền, nhưng em thấy ngày nào chị cũng có đơn. Ngày nào chị cũng thấy chị có đơn. Này, thế nào cái áo da này nhà mình có còn hàng chỗ nào không? Bây giờ soạn ra những cái này tặng các chị luôn ạ. Em cuối năm rồi em không tiếc cái gì đâu các chị ạ. Còn cái gì là gọi là đẩy đi hết luôn. Tại vì cuối năm mà hết vụ nhà em hết hàng. Đây cuối năm là giá nào em cũng bán. Sang năm sau mình bán mẫu mới cho sướng chị đúng không ạ? Thì em không để tồn đến năm nọ qua năm kia đâu. Nhà em cứ hết vụ nhà em gọi là thanh lý hết không còn một cái gì luôn. Đấy, bây giờ em sẵn sàng, em chuẩn bị hàng hè, em phục vụ các chị rồi ạ. Áo gió bao tiền ạ, có mấy mẫu mà chị gái ơi. Nó có mấy mẫu luôn, tiếp theo mẫu này cho em này. Ôi, mẫu này không chốt được hơi phí nhá các chị nhá. Mẫu này không chốt được hơi phí luôn này. Mã này là đá 608. Áo da đen nữa, đợi em một tí chị yêu ơi. Mã này các chị có là đá 608 mà kèm số điện thoại cho em. Đây các chị này. Các chị nhìn cái áo đá em nó rất là sáng luôn ý. Quần Q3 em còn, chị Ngoan Minh ơi, chị cứ lên là quần Q3. Áo giữ nhiệt nhung à. Các chị thích cái gì tí em lên các chị luôn. Đấy chị ạ, các chị thích mẫu nào tí em lên luôn. Rồi bán rẻ đi chị ơi, giá này là giá rẻ tụt quần rồi chị ạ. Tụt hết cả quần rồi. Đấy, MLXL3 size. Em bảo rồi em không cộng cao như giá ngoài thị trường đâu. Em không cộng cao giá ngoài thị trường đâu. Nhưng mà em bán được nhiều. Em bán các chị là gần như bằng giá bán buôn ý. Khách lẻ trên line nhà em là mua gần như bằng giá buôn luôn. Cho nên là các chị đến với em nhiều như thế chứ đúng không ạ? Cảm ơn chị Sơn Đặng nhá. Đây các chị này. Mã này em có 3 size MLX. Để chạm mà 3 size MLX là các chị ý cho em cái cổ gen của nó sẽ là bi tim như này các chị này. Để chạm cổ gen tim nhỏ này. Phần gen ở cổ cho em các chị yêu. Để chạm mã này cho em là gì ạ? Chân váy em mặc là 230.000 chị ơi. 230.000 chân váy của nó, chân váy dạ nhá.
Mã này là mã đá 608 ạ. MLXL. Nói chung là chắc là vẫn đều size ấy nhỉ. Rồi ạ, đa số là còn LXL là nhiều. Size M em còn ít các chị không nhá. Size M còn ít là 165.000 áo này các chị này. 165.000 ạ. Áo hay dây là 95.000 chị gái ơi. Áo hay dây là 95.000. Mã này các chị đã thấy quần tụt đâu Loan ơi à. Chị giả rẻ quá là tụt thật đấy chị ạ. Đấy, cứ giả rẻ em quá là tụt thật đấy. Chị Hiền Lê ạ. Đấy, cai rượu cai thuốc thì được, nhưng không cai được like em Loan. Rồi chuẩn luôn chị gái ạ. Chị Hiền Lê có đá 608 nhá các chị này. Đá 608 ạ, cái phần thân của nó vẫn là cốt tông. Và cái phần tay của nó sẽ là ren lưới cho em ạ. Phần tay của nó là ren lưới các chị này. Đá 608 ạ, 165.000 đồng một áo. Những cái áo này các chị mặc ở trong áo vest ấy. Bác nào mặc ở trong áo vest hay áo da ấy, áo dạ cực kỳ là xinh luôn. Thì chạy đá 608 và lên số điện thoại cho em ạ. Đá 608 chị ơi, 698 là mẫu khác nhá. Các chị để comment ạ, à, em đọc cái mã hàng, các chị để comment chuẩn cái mã hàng cho em ấy. 608. Đây chị này, tại vì tất cả ở trên cái mark của cái hàng áo ấy, nhà em đều có mã số hết. Cho nên là mình phải comment chuẩn cái mã hàng thì nhân viên mới nhập đúng hàng được. Gió phao vào quần đê, ok luôn chị ơi. Đây các chị này, đây này, ở cái mark nó đều có mã hàng hết này. Đá 608 ạ, MLXL. Dưới 65 cân em chốt đơn ạ, 165.000. Đá áo 608 này đẹp lắm em ơi, chị nhận được áo rồi, em cảm ơn chị gái. Em cảm ơn chị yêu rất là nhiều. Mã này vẫn đủ size các chị nhá. Đá 608 mà hết là em hết hàng, không có về hàng nữa đâu các chị ạ. Em chuẩn bị sang hàng né rồi, bây giờ là còn hàng đông là em sẽ bán nhanh. Đấy, lúc nào cũng hóng xem em, cảm ơn chị gái nhá. Lên đồ hè đi em ơi, từ từ bình tĩnh chị ơi. Đồ hè mình cũng bình tĩnh cho em. Lên áo này đang mặc đã. Mùa hè đã đến đâu mà vội vàng đấy chị ơi. Mùa hè đã đến đâu mà vội vàng thế. Đây các chị này, đá 608 cho em ạ. MLXL 3 size. MLXL 3 size ạ, chị Dương Thị Oanh ạ. Chị Thúy Hải cho em số điện thoại với chị ơi. Bộ Quảng Châu to đợi em tí. Định Nguyễn Thị cho em số điện thoại với. Rồi chị à, chị mua áo đá này rồi đẹp lắm, cảm ơn chị ạ. Chị nào đã mua rồi các chị biết chất lượng rồi đúng không ạ. Chất nó sướng, mà đá nó đính chắc lắm. Đá nó chắc và nó sáng, nó không bị là bong đá như cái hàng rẻ đúng không ạ. 57 cân chị mặc vừa cho em size L chị Phong Nguyễn nhá. 57 cân đúng không ạ. Nó phải tùy vào chiều cao với cân nặng của chị nữa, chứ không phải là 57 cân là chị nào cũng mặc vừa cùng một size đấy. Đấy, mỗi người có một cái form khác nhau. Ví dụ 57 cân mà chị cao 1m50 các chị mặc size khác. Mà 57 cân các chị cao tầm 1m58-60 các chị sẽ mặc size khác. Đó. Thế là lúc nào mà nhân viên em gọi chốt đơn thì các bạn sẽ tư vấn với các chị sau nhá. Chị Ngọc Lê ạ, Bích Ngọc Nguyễn có, chị Nhi Yến chốt đơn hàng ạ. À, đá 608 kèm số điện thoại ạ. Đá 608 ạ, bao tiền nhỉ? 165.000. 165.000, ok không ạ? Chân váy em mặc có nhưng mà nó còn có vài cái lẻ mẫu chị ạ. Ngọc Lê, Thanh Nhàn ạ, chị Đỗ Hiền chốt đơn ạ. Đá 608 ạ, để lại số điện thoại cho em mình có đơn ạ. Rồi chị Vương 7 có nhá. Đấy, về mệt muốn nghỉ tí cũng không được, chỉ hóng xem có gì không. Đấy, chết thôi. Nhận hàng nhà Loan ưng lắm mà, nhà em rồi ưng lắm luôn. Cảm ơn chị Bảo Đăng Nam Khôi nhá. Chị Thảo Phạm chốt đơn hàng ạ. Thảo Phạm, Thảo Chi rồi, ok. Đó, áo đá 608 ạ, kèm số điện thoại ạ. Đá 608, áo đá cổ tim em ơi ạ. Xem hộ em xem mẫu nào có áo đá cổ tim nào. Đây, hôm nay cho các chị một mẫu áo gì nhỉ. Một mẫu áo gió nữa nhá, hàng Quảng Châu luôn này. Còn bằng này cái à. Đây, cho các chị thêm một mũ áo gió hàng Quảng Châu luôn. Nóng nóng này mặc áo gió thì... Nóng nóng này mặc áo gió thì sướng nhỉ. Áo gió xong là bên trong mặc cái áo đá cho em là ok. Đá 92 và gió 4 màu hồng, ok chị luôn. À, mình đặt hai lần mà không được gọi chốt đơn à. Lên cổ thấp đi em, đợi em tí. Áo đá cổ tim đợi em một chút. Em xem nhiều à. Lên các chị một mũ này nữa này. Đây cái mũ này cũng còn tí tí bột nhỉ. Đó mà đấy. Còn nguyên size M đen à? Ờ. Thế là còn L không? Chẳng còn cả. Cái này đa số là còn size M nhá các chị nhá, màu đen. Còn nguyên size M màu đen ạ. Mã này các chị lên cho em là thực sự luôn các chị này. Đang là hàng xỉ 28 rồi chị ạ, xỉ 280. Các chị mông mày làm gì có dưới 300.000 đâu đúng không ạ? Không có dưới 300.000 đồng các chị yêu nhá. Mã này cho em ạ. Không muốn xem lừa và xem lại mê em Loan là sao hả chị? Đây các chị này, hàng Quảng Châu các chị nhìn qua các chị biết đúng không ạ? Mã này các chị comment là gió mấy nhở? Gió 8 hay gió 9 à? Gió 8 à? Gió 8 cho em ạ.
Mã này khách hàng lên cho là do 8, em chỉ còn nguyên size M thôi. Nay nhận được quần áo rồi, đẹp xuất sắc, em cảm ơn chị ạ. Nhận hàng các chị cứ bóc hàng kiểm tra cho em thoải mái. Ok chưa ạ, nhận hàng cứ xem hàng thoải mái cho em ạ. Chị Loan Kim ơi, nhà em vẫn đang gọi chốt đơn của hôm qua chị ạ. Vẫn đang gọi chốt đơn, đang hoạt động hết công suất luôn. Đấy, cái tháng này các chị biết là tháng Tết cho nên là nó quá tải đơn chị ơi. Đây size M này các chị này. Hôm nay là em chấp nhận lỗ luôn ấy, em còn nguyên một size. Để cho em còn nguyên một size, các chị từ khoảng 51, 52 cân đổ về, 40 cân đổ lên các chị yêu nhá. Từ 40 cân đến 51, 52 cân đổ về chốt đơn hàng. Các chị comment cho em là gió 8 ạ. Gió 8 ạ. Xem nào. Các chị biết là nguyên một mẫu áo gió này ngày hôm nay em lỗ các chị bao tiền đúng không ạ? Em tặng các chị 150 một cái nhá. Em còn một size M đấy ạ. Em còn nguyên một size M. Các chị lên mã là gió 8 ạ, không còn size to chị ạ, em còn nguyên size M thôi. Size M các chị tầm khoảng là 40 cân đến 50, 51 cân đổ về thôi ạ. 40 cân, 50, 51 cân, chị nào người nhỏ các chị chốt mẫu này cho em ạ. Gió 6 này 65 cân không vừa đâu chị yêu ạ. Đấy thì em mới bảo là mã này em lỗ các chị 100.000 một cái. Đấy chứ ạ, em lỗ thẳng cẳng luôn 100.000 con này. Các chị nhìn hàng cho em ạ, gió 8 nhé các chị nhá. Chị nào người nhỏ nhỏ ấy, các chị mặc cho em mẫu này ạ, gió 8 ạ, 40 cân đến 50, 51 cân thôi. Thực ra em 53 cân em mặc được, nhưng mà nếu mà áo gió mình không nên mặc kích quá. Có túi về các chị trích cái túi cho em. Đây chị này. Có túi nhá chị nhá. Về các chị trích cái túi ra cho em với, tại vì cái này là chưa rạch túi. 57 cân không vừa, em còn nguyên size M thôi, size nhỏ. Em mới bảo là mẫu này em lỗ các chị ạ. Lỗ 100.000 một cái là thôi ạ, bây giờ còn một size bán nốt. Chị nào vừa các chị mua cho con ấy. Đấy, chị nào người nhỏ nhỏ ấy, màu vàng em còn một cái này. Màu vàng em còn một cái này. Màu đỏ cũng còn một cái, đều là size M hết ạ. Đều là size M hết cho em. Vàng còn một cái, đỏ còn một cái, các chị nhắc gió 8 ạ, 150 một cái. Mỹ Dung ơi, có đồ bộ ạ, mã này gió 8 cho em 150.000 đồng một áo ạ. Lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em ạ. Có túi chị ơi, có túi nhưng về các chị trích ra cho em với. Đây các chị này, nó chưa trích túi ra. Nó là túi kiểu túi dạng túi hộp ý. Chị báo nhân viên hộ em với chị Phong Nguyễn ơi. Chị thấy cái đấy là chị báo nhân viên hộ em, gọi vào cái số hotline ấy. Còn gió 256 nữa không em ạ, gió 256 là cái nào nhỉ? Gió 256 là cái nào ạ chị? Gió 56 đúng không? Rồi ạ, gió 56 mang đây. Gió có siêu nhẹ xinh răng ngắn không em? Siêu nhẹ răng ngắn à. Đợi em tí em kiểm tra xem còn hàng không ấy. Em bảo thật các chị này, cái áo này của nó là chất ca kỹ ướt. Để chạy chất ca kỹ ướt cho em. Nó không phải là chất thô, cái là chất của nó rất là mềm. Và giá này là em bán xả, em lỗ các chị 100.000 một cái. So với cái giá nhập vào các chị ạ, em nhập vào 270, 28 rồi. Đâu, gần 100.000 một cái đúng không ạ? À, đợt trước là hàng 27, 270.000. Đấy, đấy là giá buôn ấy ạ, giá buôn. Bây giờ em tặng các chị luôn 150.000 đồng ạ. Thôi ạ, 150.000 đồng. Chị nào mua được chị ấy xuống. Để chạy chị nào mua được chị ấy xuống. Em bảo rồi, nếu mà chị nào vừa cũng lấy nhá. Đừng thấy em bán rẻ quá mà cứ chốt đến thôi là không vừa lại đổi lại cho em mất công thì em không có hàng đổi ở đâu ạ. Mũ không tháo được chị ơi, mũ của nó là mũ nỉ như này. Để cho mũ của nó là mũ nỉ như này cho em ạ. Gió 8 và cách số điện thoại cho em ạ. Gió 8 150 ạ. Gió quả cao cấp em hết hàng rồi chị ơi. Nào em ơi, gió 56 nào. Gió 56 cho em ạ. Đây ạ, gió 56 em còn. Đây gió 56 này. Gió 56 ạ, đủ màu đủ size các chị yêu. Trăm năm mươi, con gió 8 là 150.000. Đây các chị lên mã này cho em là gió 56 và kèm số điện thoại cho em ạ. Gió 56 màu đỏ cam này. Gió 56 cho em màu xanh còn vài cái thôi nhá. Màu hồng em cũng còn sót vài chiếc thôi ạ. Được chưa ạ, gió 56 cho em ạ. 200 bao tiền ạ. Ngày hôm nay tặng các chị giá 230.000 nhá. Nhẹ nhàng tình cảm luôn. Được chưa ạ, nhẹ nhàng tình cảm luôn ạ. Nhà em hôm nay bán nếu mà 230.000 là không miễn ship nữa. Được chưa ạ, các chị mua luôn 230.000 một cái. Cho nó gọi là sông xanh luôn. Được chưa ạ, mua một cái là 230.000. Các chị lên mã này cho em ạ là gió 56 ạ. Lót lông các chị nhá, lót lông và mũ tháo rời ạ. Lót lông mũ tháo rời ra cho em được ạ. Các chị comment là gió 56 và kèm số điện thoại ạ. 230.000. Ưng cái khoác tay bồng cổ lông ở sau lưng quá mà chị không bán ạ. Tay bồng cổ lông là cái nào nhỉ? Đợi chí chị lên nhá, đợi chí chị lên luôn. Mãi gió này các chị coi là gió 56 á.
gió 56, màu này là màu cam này, màu cam, màu đỏ đô các chị này. Ok chị ạ, màu cam này, màu đỏ đô này, màu vàng này, màu hồng này và màu xanh, 4 màu, 5 màu cho em ạ. Ui dồi, hôm trước bán bao nhiêu thôi kệ ấy, chị ơi, ngày hôm nay tặng các chị giá 230.000 một áo. Đấy chị ạ, rẻ hơn bên ngày thường rất là nhiều rồi các chị ạ, rẻ hơn ngày thường rất là nhiều. Và chuyến này là em bán cắt mẫu, em không về hàng nữa nhá, em không nhập hàng nữa. Còn bao nhiêu bán nốt, chị nào đã mua áo gió này nhà em rồi cho em xin phản hồi với ạ. 230.000 đồng các chị ơi, mũ tháo rời được các chị ơi, toàn bộ của là hàng công ty cho em như này, toàn bộ hàng công ty cho em như này ạ, 230 ạ. Đơn trưa nay gọi đi đơn chưa ạ? Có đi đơn một chuyến buổi trưa rồi chị ơi, vì hàng em đa số là gọi đi đơn hàng luôn. Đấy, gọi đi đơn hàng luôn ạ. Gió 56 ạ, cách số điện thoại cho em ạ. Lớp lông bên trong là hàng lót lông cừu, lót lông cừu bên trong. Đấy, chưa nhận được áo đã thấy giảm giá rồi chị ơi. Ngày hôm nay em không bán miễn ship để chạy, nhưng mà em sẽ giảm trực tiếp luôn ở trên sản phẩm nhá. Ngày hôm nay giảm trực tiếp luôn ở trên sản phẩm đi ạ. Các chị nào mua một cái 230.000 cho các chị luôn. Đấy, không miễn ship nữa nhưng mà sẽ giảm trực tiếp ở trên cái sản phẩm cho các chị, cho như thế cho nó dễ nhá. Đấy, các chị đăng kiện mà chưa nhận được hàng này đã giảm giá rồi. Các chị nhìn cho em này, hàng lót bên trong như này ạ, gió 56 và cách số điện thoại ạ. Khách mới vẫn chốt hàng bình thường mà chị. Thì có mới thì mới có quen ấy chị ơi. Có mới thì mới có quen chứ ạ. À, các chị chọn màu cho em nhé, gió 56 và kèm số điện thoại cho em ạ. Như nào chị Hồng Vui? Như nào ạ? Chị Tu Hoài ạ, chị Đặng Khánh. Có vấn đề gì chị hỏi trực tiếp vào số hotline, các chị hỏi trực tiếp cho dễ chị nhé. Chị Hoan Hồ ok. Ờ rồi ok chị Hoan Hồ này, chị Thoan Sơn ạ, K4. À đơn tối qua đúng không, rồi. Chị Nguyễn Linh ạ, gió 56 màu xanh đỏ này, chị Tâm Trần ok chúc đơn hàng ạ. Màu vàng còn ít này, đa số là còn đỏ với màu cam nhé chị nhá. Đỏ cam ạ, hồng này, xanh này, vàng còn ít. Đấy, gió 56 kèm số điện thoại ạ, 230.000 một áo. Còn MLXL chị ơi. MLXL 3 size. Đấy, dưới 65 con em chốt đơn ạ, gió 56 và kèm số điện thoại ạ. Gió 56 và kèm số điện thoại cho em. Tí em lên quần rồi lên áo da sau các chị nhá. Tí lên quần áo da nhiều mẫu lắm. Chị Thanh Nga Nguyễn ạ. À. Thanh Ngoan Nguyễn chốt đơn hàng ạ. À. Chị Hồng Vui cho em số, xin số điện thoại của chị, em bảo nhân viên gọi lại luôn cho chị với. Chị Phượng Senila, chị Nguyễn Ngân ạ. À. Rẻ lại tiếc mua. Đấy, rẻ lại tiếc đúng không ạ? Giá 56 các chị dưới 656667 cân đổ về em chốt. Nếu được các chị âm dưới 6667 cân đổ về các chị mặc được. Đấy. Gió 56 đẹp lắm, em cảm ơn chị nhá. 70 cân thì em sợ không vừa, chị em cho đến 57 cân thôi. 57, 58 cân ạ. À, 67, 68 cân. Còn 70 cân em sợ không vừa. 54 cân mặc cho em size M được chị 6 Lê nhá. Chị Phạm Thị ok em chốt đơn hàng ạ. Đây các chị thấy toàn bộ của nó hàng gió, hàng công ty, hàng độc quyền luôn các chị nhá. Chị Đặng Ánh Anh, anh Khôi rồi ok chốt đơn hàng ạ. Chị đặt hàng hai lần không gọi chốt đơn, sợ chị không có tiền trả. Em cũng biết là chị có tiền hay không chị ạ. Tại vì là khách hàng trên live thì ai cũng như ai, có lẽ nó bị sót đơn hàng chị ạ, hoặc là các chị comment sai số, hoặc là nhân viên em gọi điện chứ không nghe máy thôi. Đấy, chứ không em không phân biệt là các chị, em cũng không biết là, tại vì em không ở gần nhà chị, cho nên là em không biết là các chị có tiền hay không, cứ đặt hàng thì em gọi chốt hết chị ạ. Cho nên là nhiều khi là Facebook nó ẩn comment ấy chị, nhưng em không lọc được đơn thôi. Chị đặt lại, comment lại cho em xin số điện thoại nhá. Cho em xin lại số điện thoại với. Đây gió 56 ạ. Có đầm dạ hay len không em có chị ơi, đầm dạ đầm len thì em có. Màu cam này, màu đỏ em mặc bên ngoài đỏ đô nhá các chị nhá. Đây màu hồng đậm cho em ạ. Màu hồng đậm này, 43 cân gió 56 mặc hơi rộng một tí. Đấy gió 56 màu xanh ạ. Gió 56 cho em ạ, tông màu vàng. Các chị lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em ạ. Thế hai áo của chị có chốt được không? Được chị ơi. Chị Liễu Nguyễn có ạ, chị Hồng Phan có ạ, Vũ Diệu Thúy chốt đơn hàng ạ, chị Lê Hoa có đơn ạ, gió 56 và kèm số điện thoại ạ. Nhớ gọi sớm nha em ạ. À. Em sẽ cố gắng hết sức có thể luôn, lần này chốt cả ngày cả đêm để phục vụ các chị cho hàng nó nhanh đến chị ạ. Chị Trần Xuân rồi, gió 56 đỏ đen này. Đỏ nhá, đỏ này, cam này, vàng này, hồng này và tông màu xanh, em có tất cả là 5 màu các chị gái nhá. Rồi em qua mẫu luôn này. Qua mẫu em ơi. Rồi lên áo da. Áo da, ấn vào trên kia mình đây. Áo da, không? Áo da thì các chị tìm xem nào có size nào vừa thì các chị mình lấy nhá. Cái chị áo da đây ạ, da của nó sẽ là da nhung. Da của nó sẽ là da nhung ạ. Rồi nào 56 em qua mẫu, các chị nào chốt thì các chị cứ lên số điện thoại cho em ạ. Hôm nay 230.000 nhé. 230.000 nhưng mà không bị ship nhé. Rồi 230.000 nhưng mà không bị ship. Mua một cái vẫn là 230.000 mà mua hai cái vẫn 230.000, vẫn tính ship 30.000 bình thường.
Các chị comment là da. Các chị comment hộ em là da nhung ạ. À? Da nhung và kèm số điện thoại cho em. Em đã có màu đen này, màu be với tông màu nâu bò ạ. Đen be với nâu bò ạ. Các chị lên mã này cho em là da nhung ạ. À? Cổ này là cổ trụ cho em nhá các chị nhá. Thôi em chốt được các chị tầm dưới 60 cân đổ về ạ. Dưới 60 cân. Mã này em còn ML này. Em ơi, nói nhỏ cho chị để chị bán hàng em ơi. Mã này em còn ML XL. Nhưng mà chắc là còn size các chị đến tầm khoảng là không còn 2X đâu các chị ạ. Mã này em còn ML XL các chị nhá. Comment của em là da nhung. Da nhung chất da các chị quay em bé giặt thoải mái cho em không bị nổ. Ok chị ạ, quay máy giặt thoải mái cho em không nổ. Các chị lên đơn hàng cho là da nhung mà kèm số điện thoại ạ. Mã này cổ tàu nhưng mà em hay mặc áo da nhung, em chỉ mặc khoác ngoài thôi. Em ít khi kéo khóa lên lắm. Đây các chị này, chị ơi nhận được đơn đổi nhé, em sẽ là có nhân viên gọi điện đổi đơn cho chị luôn. Chị Vân Nguyễn ok chốt gió 56 đỏ đô ạ. Mã này em đã các chị là 299.000 đồng một áo. Được chị ạ, 299.000 đồng cho em một áo da nhung. Để chị ạ, 299 ạ. Mẫu màu nâu em đang có MLX các chị nhá. Màu nâu có MLXL ạ. À có 2XL này. Nhưng mà nó còn sót một ít thôi các chị ạ. Còn đúng một cái 2XL. Tầm 60 cân đổ về ạ. Tối có like nữa chị ơi. Chưa có like, tối có like. À, hôm nay lại rẻ hơn nữa à. Hôm nay lại rẻ hơn rồi, ok chị ạ. Quá này các chị comment là da nhung nhá. Cái phần này của nó sẽ là phần gắn đính kim sa cho em ạ. Theo đính kim sa các chị này. Đẹp lắm luôn, màu nâu bò cho em ạ. Tông màu thứ hai nó sẽ là tông màu be. Be nó sẽ là be đậm như các bác nhá. Be đậm với màu đen. Đấy, màu be đậm với tông màu đen. Các chị lên cho em da nhung ạ. Da nhung mà kèm theo số điện thoại ạ. Em mặc size L chị ơi, em mặc size L. Mã này nó có ML, XL nhưng mà hiện tại thì cái màu be nó đang lẻ size. Màu be không còn size M nhá. Màu be chỉ còn size 1X với 2XL thôi ạ. Đây L này. Màu be nó còn size L này. 1XL và 2XL ạ. L 1XL 2XL. Các chị có phải là da nhung mà kèm số điện thoại cho em ạ. Đây các bác nhìn hàng này. Đẹp quá luôn các chị ơi. Được chưa ạ? Đẹp quá luôn ạ. 3 size cho em ạ. 299.000 đồng. Nếu mà cái hàng của nó trơn nó sẽ rẻ hơn. Nhưng mà cái hàng nhà em nó lại theo này. Để chạy theo và đính kim sa cho em rất là chuẩn xịn như thế này ạ. 299 các chị quay là thoải mái cho không bị nổ. Đấy, chị mua không chốt được cho em xin lại số điện thoại giúp em với chị ơi. Da nhung các chị chọn màu chọn size vừa nhá. Đây màu đen nữa. Màu đen M này. Màu đen có cả size M này. Đấy, M. M L XL. Màu đen vẫn đủ size ạ. Nói chung là vẫn đủ màu đủ size. Có màu đen chị ạ, có màu đen luôn ạ. Mã này 53 cân mặc size L nó tùy chiều cao của chị nữa chị ơi. Được chưa ạ? Tùy chiều cao của chị nữa. Các chị comment là da nhung cho em một kèm số điện thoại này các chị ơi. Đẹp lắm ấy. Cô bé nhà mình còn hàng không? 299.000 đồng. Được chưa ạ? 299.000 đồng của em một con áo da nhung các chị nhá. Hàng đẹp như này luôn ạ. Gió 54 còn hàng không nhỉ? Gió 54 em còn đợi em một tí em lên gió 54 sau. Đây các chị này, chị nào lấy màu đen các chị lên đơn hàng ạ. Gió à quên ạ, da nhung màu đen cổ tàu các chị nhá. Da nhung đen ạ. Đến lúc mà chốt đơn các chị nhớ nhắc nhân viên cho em là cho chị lấy kiểu cổ tàu ấy. Đấy, cổ tàu là kiểu cổ trụ như này này. Có khóa chỉnh tay cho em ạ, chỉnh chập rộng ở cái tay áo cho em ạ. Gió. À mã này là da nhung ạ, da nhung ạ, cách số điện thoại cho em. Bây giờ các chị chọn thì nó vẫn đủ size số. Đấy, các chị chọn nó vẫn đủ size đủ số luôn. Da nhung ạ, lên đơn hàng kèm theo số điện thoại cho em. 299.000 đồng 65 cân không vừa nhá. Để em tìm xem nó còn size à còn kiểu cổ bè không ấy. Các chị nhìn này, da này. Cái dòng này trông mặc nó trẻ chị ạ, trông mặc nó trẻ trung. Đen vẫn đủ size này. Màu be em còn LXL 2XL này. Màu nâu em còn làm cũng là LXL 2XL. Màu nâu cũng hết size M các chị nhá. Màu nâu hết size M. Màu nâu thì các chị tầm khoảng 50 cân đổ lên đến 60 cân đổ về, 60 62 cân. 48 cân đổ lên mặc được. Còn màu đen các chị 40 cân đến 60 62 cân. Là các chị lên ạ, mã hàng mà kèm số điện thoại cho em các chị có đơn nhá. Đứng ra chỗ kia để gọi điện, cứ đứng bên này nói ầm ầm thế. Rồi, tí nữa sẽ em lấy luôn. Vâng vâng. Chị nào đấy? Hả? Chị Lý. Sao? Lại lấy áo ra rồi đây.
Nhặt cho chị luôn, không tí chị lại khóc. Thấy chưa? Áo da nhung các chị ơi, 299.000 đồng ngày hôm nay các chị nhá. Da nhung cổ vết nhà mình còn không? Kìa, đuổi này tí rút lại kia xuống này. Nào bốc cái này xuống em ơi. Rồi, da nhung cho em mới ạ. Hỏng bộ 46 mãi chả thấy á. Chị đợi chút cơ là chị chốt đồ mà chưa nhận được hàng hả chị? Hả? Còn đúng 3 cái rồi. Đúng 3 cái size L đúng rồi. Mẫu này các chị lên cho em ạ. Em còn à, cái này là còn 3 chiếc của size L các chị nhá. 3 chiếc của size L ạ. À 2 chiếc của size L. Cái này mẫu khác này. Các em còn 2 chiếc của size L ạ. Các chị lên mã này cho em là mã bao nhiêu đấy nơi? Cái này còn 2 chiếc size L chị nào vừa lấy luôn này. Con này là da lì nhá các chị nhá. Da này của em sẽ là da lì màu nâu. Da lì màu nâu ạ. Em tặng các chị luôn, con này 250 các chị này. Em xả luôn 250. Size L các chị dưới 54-55 cân. Nó 50 cân đến tầm khoảng 54 cân đổ về các chị chốt đơn ạ. 50 cân đến 54 cân em chốt đơn hàng. Em tặng các chị con này 250. Hàng trước còn hàng 450 này. 450 xả 250. Các chị comment là xả 1 ạ. Xả 1 và kèm số điện thoại ạ. Được chưa? Xả 1 và kèm số điện thoại cho em ạ. 250.000. Em còn size L 2 chiếc này. 2 chiếc size L các chị nhá. 2 chiếc của size L các chị lên mã này cho em là xả 1 và kèm số điện thoại ạ. Đấy, xả 1 và kèm số điện thoại cho em ạ. 250.000 một áo. Em còn đúng 2 chiếc của size L thôi, chị nào chốt vừa lên luôn cho em cái này ạ. Áo em mặc đây 250 chị gái này, 250. Đấy, xả 1 em còn 2 chiếc của size L thôi. 2 chiếc của size L ạ, xả 1 này. Hồng Nguyễn, Nguyễn Bình chốt trước à. À đây còn một cái màu B này, màu B của size M các chị dưới 50 cân cho em ạ. Màu B của size M dưới 50 cân. Đấy, lọc ở trong đấy ra xem nào. Nâu còn size gì đấy? L chị ơi. Sao số lần là size L này? Màu B này. B size L này. B size em. B em còn một cái M một cái L này. B còn một cái size M một cái size L luôn ạ. 250.000 ạ. Đen đấy là gì đấy? Đen còn một chiếc. B còn hai chiếc như này ạ. Mỗi này xả một cho em ạ. Da nhung B của trụ rồi ok. Con này da lì. Các chị yêu nha. Hàng này trước là hàng 4 mấy này. 450 hay 480. B các chị dưới 50 cân. Các chị mặc size M. Dưới 55 cân các chị mặc size L ạ. Đây ạ, đây màu B cho em ạ, màu B ạ. Món này là xả một cho em màu B các chị ơi, 250. Được kiểm tra hàng thoải mái chị ơi. Cái này em còn à. Đây các chị này, cái này em còn sót 2 chiếc à 3 chiếc. Đúng không? Hai cái đen, hai nâu. Không, cái này là còn một cái size M một cái size L. 250 một cái luôn này. Hàng 450 xả các chị luôn 250. Đấy chị ạ, giảm luôn các chị còn 250 ạ, màu B đậm các chị nhá. Màu B đậm cho em luôn ạ, 250.000 ạ. 40 cân đến 55 cân đổ về em chốt đơn ạ. Màu đen còn một cái size L dưới 55 cân cho em cái ạ. Size L cái size M. Màu đen còn một M một L ạ. À. Màu đen còn một cái size M một cái size L nhá, xả một ạ. Xả một và kèm số điện thoại ạ. Còn một cái M một cái L màu đen. Để em một cái B đi chị ạ, à. Quỳnh Tiên nhỉ. Quỳnh Tiên một cái màu B size gì em ơi? Đây một cái màu đen luôn này. Một cái màu đen, à hai cái màu đen, một M một L. Đen còn một cái size M một cái size L ạ, dưới 55 cân em chốt nhá. Áo đá bên trong là 165.000 chị ơi. Đây xả một màu đen ạ. Xả một màu đen và kèm số điện thoại ạ. Da này da lì các chị nhá. Da lì sờ xuống hàng 450-480.000 giá cũ thì dẫn tặng các chị luôn ạ, 250.000. Xả một màu đen này. Đấy, xả một màu đen kèm số điện thoại ạ. Nhưng ngoài kia, kìa trên móc kia còn 2 chiếc cháo cùng nốt. Đây là kaki nhé các chị nhá. Chất này của nó là chất kaki. Hàng đấy trước hàng 47 em đang bán nhá. Ngoài thị trường bán vẫn là hơn 600. Mã này là gì ạ? 819. Các chị comment của em là xả 819 em còn nguyên size M ạ. Đúng không nhỉ? Không biết là còn size gì nữa không? Xả 819 em còn nguyên size M các chị ơi, nhìn cho em này. Hàng quá chất luôn. Cái hàng này là của nó là chất kaki ướt, nó không lót lông. Đấy.
xả 819 ạ, kèm số điện thoại cho em. Các chị này, của nó là dòng Paka nhưng mà không lót lông nhá các chị nhá. Q7 em còn. Q7 em còn ạ. Lên mã hàng và kèm số điện thoại cho em ạ. Đẹp mê ly chỗ này nhưng mà còn size M thôi. Không biết là còn sót ở chỗ nào không cái dáng này này. Nào. Em xả luôn các chị là 399.000 đồng nhá. Được chưa? 399, hàng em đang bán là 470, còn thị trường đang là hơn 600.000. Em còn nguyên size M các chị từ khoảng là 50 45 46 cân, 46 cân đến tầm khoảng là 57 58 cân đổ về. 46 cân đến 57 58 cân, cái này có giúp dây eo các chị này, có giúp dây eo cho em ạ, hàng Quảng Châu cao cấp này. Lên mã này cho em là xả 819. Xả 819 lên đơn hàng kèm số điện thoại cho em ạ, 399.000 một áo. Đấy, 399.000 đồng ạ. Các chị lên đơn hàng kèm số điện thoại cho em ạ. Món 1, 2, 3, 4 cái. Còn đúng 4 cái. Xả 819 ạ. Lên bộ đi em, đợi em một tí chị ơi. Q1 còn chị Trinh Hoàng, lên là quần Q1 đi Trinh Hoàng ấy. Lên quần Q1 cộng số điện thoại cho em với ạ. Mã này xả 819 này. Chất của nó là chất kaki ướt chị ơi. Chất kaki ướt cho em. Cho nên là chất nó mềm lắm. Ây, xả 819 ạ. Có da nhung không em? Em vừa lên da nhung xong mà chị. Đây chị này. Cái dòng này mà các chị ở trong miền Nam ấy, các chị mặc nó không bị là nó nóng quá. Tại vì là cái hàng này nó không phải lót lông bên trong. Đấy, nó không phải lót lông. Mà hàng này nó là, nếu mà hàng lót lông của nó là hàng hơn 1 triệu các chị nhá. Hàng lót lông bên trong của nó hàng 1 triệu, hơn 1 triệu cơ. Nhưng hàng này là không lót, nó chỉ gọi là lót lụa bên trong thôi ạ. Xả 819 em còn 4 chiếc của size M ạ. Em còn 4 chiếc của size M, các chị lên đơn mã này cho em ạ. Xả 819 ạ, 399.000 đồng một áo. Chị Liễu Bùi này, chị Nguyễn Minh một cái này. Q1 ok, chị Minh Nguyệt ạ. Giọng Nhung là em lên rồi mà chị. Giọng Nhung em lên tối qua rồi đấy. Không ơi, em lên tối hôm qua rồi. Ờ kìa, trong góc kìa, trong góc còn một ít kìa. Thế nào, trong góc kìa còn một ít. Ờ, trong góc kìa. Áo lót nỉ đi á. Phao có, phao có luôn. Xả 819 đẹp như thế này luôn các chị ơi, cả trước 470.000 tranh nhau không có, 470.000 tranh nhau không có luôn ý. Có mẫu ngắn không à? Ngắn để em xem nào. Cái này còn 5907 size M, cái size M, cái size L. Ơi, mã này nó khởi hơn mấy, màu xanh nhà em còn một cái size M và hai cái size L các chị nhá, 1M và 2L ạ. Các chị comment của em là 5907 ạ. Để chặn 5907 cộng số điện thoại cho em. 5907 lên số điện thoại cho em mẫu này ạ. Cái này em còn một cái size M và hai cái size L ạ. Một cái size M và hai cái size L. Đẹp xịn luôn. Được chưa? Chuẩn bét này, bên trong nó có rút dây các chị nhá. Bên trong rút dây eo ạ. Đây màu xanh. Đẹp quá các chị này. Size M các chị tầm khoảng là 46 47 cân ạ. 47 cân đổ lên, khoảng 56 57 cân đổ về. 56 57 cân đổ về ạ. Size L cho các chị tầm 64 65 cân đổ về các chị yêu. Để chặn 64, 65 cân đổ về chỗ đơn là em tặng các chị ngày hôm nay 399.000 đồng, hàng hơn 600 các chị nhé. Hơn 600.000 tặng các chị luôn ạ, 399.000 đồng một áo. Còn hai cái size L, một cái size M. Con này hàng Quảng Châu cao cấp cho em. Túi hộp ạ. 399 ạ, xả 5907 ạ. Đấy, xả 5907 cho em ạ, vest nữ em còn chị ơi. Em tặng các chị luôn 399 ạ. Đẹp xuất sắc luôn ạ, chất ca kỹ ướt ạ. 9937 này. Còn một cái này. Vét nữ còn. Có dạ da dáng bomber em còn. Có chị Yến Lương ơi có nhá. Đây chị nào lấy nốt con này comment này, em còn sót 3 chiếc này. Sót 3 chiếc em tặng các chị 399.000 ạ. Ôi sao xem hết ở đây rồi. Đây nó là khác nhau mà. Nó không nhau. Đây phong hè đợi em tí. Phong hè các chị cứ bình tĩnh cho em. Áo bên trong là 165.000 chị ơi. Áo bên trong là mã đá bao nhiêu ấy, đá bao nhiêu đây? Đá 608, áo bên trong là đá 608. Đá 608 là 165.000 một áo chị ơi. Đá 608 là 165.000 ạ. Đá cứ bỏ cái này đi.
17. Đây da củ bể đây. Da củ bể em còn sót M này. Còn nguyên size M vậy. XL này. Đấy, màu nâu thì em còn một cái XL nhá. Và còn nguyên size M các chị ơi. Da củ bể các chị comment là da nhung củ bể giúp em với ạ. Da nhung củ bể và kèm số điện thoại ạ. Size M chúc các chị tổng cộng là 48 cân đổ về. Đấy, size M của da nhung cổ bẻ màu nâu bò các chị 40-48 cân, XL các chị tầm khoảng 56-57 cân đổ về. 6-7 cân không vừa áo da đâu chị ơi. Bây giờ em còn nguyên size M của cái mẫu này. Da nhung cổ bẻ cho em ạ, em xả luôn các chị này. 48 cân đổ về mà có cho em mẫu này thôi. 48 cân đổ về thôi các chị yêu. Đấy, từ 48 cân đổ về chốt đơn hàng em tặng luôn các chị 250 nhá. Cổ bẻ em lẻ size. Cô bẻ lề sai ạ, còn nguyên một nô bò này, một cái size XL và tầm khoảng là 4-5 cái size M. Chị nào mặc vừa chốt luôn ạ, em xả luôn các chị 250. Cổ áo dòng của là da nhung cổ vét các chị nhá. Da nhung cổ vét cho em ạ, 250. Các chị lên mẫu này là da nhung cổ bẻ ạ, kèm số điện thoại ạ. Đấy, da nhung cổ bẻ và kèm số điện thoại cho em ạ, 250.000 ạ. Còn nguyên màu nâu các chị ơi, nô bò ạ. Còn nguyên màu nâu bò. Size M với lại là một cái size XL. Màu đen thì em còn một cái size M màu đen này. Một cái size M màu đen này với lại là hai cái size M màu đen. Chị nào mà tầm khoảng là 40 cân đến 48 cân mặc vừa cho em ạ. 40 cân đến 48 cân các chị mặc vừa cho em nhá. 250 ạ. 250.000. Đấy, da nhung cổ bẻ, da nhung cổ bẻ màu đen ạ. Da này các chị giặt máy tẹt ten cho em. Áo mặc trong người các chị dưới 65 cân ạ. Em không kéo được khóa lên tại vì cái này rất là bé. 48 cân đổ về thôi. Từ 40 cân đến 48 cân là các chị mặc vừa cho em con da nhung cổ bể các chị này. Để chị ạ, da nhung cổ bể cho em ạ, 250 ạ. Đấy, 250.000. Chị nào người nhỏ nhỏ các chị lấy cho em. Mặc vừa in luôn. Nếu như các chị tầm 40-48 cân. Đấy, màu đen chỉ còn size M nhá. Chị Mai 7 thì ok chốt đơn hàng ạ. Da nhung cổ bể và kèm số điện thoại ạ. À, màu đen em còn size M với chị Đinh Hạnh ơi. Màu đen cũng chỉ còn size M, không còn là size khác nữa, hết hàng rồi chị ạ. Nào qua mẫu luôn. Tiếp theo đá nhé. MLXL mẫu này. Đấy, chị nào vừa với da nhung cổ bể là em xả các chị 250. Đấy, chị nào vừa thì lấy. Chị nào vừa thì lấy. Đẹp như thế mà. Đây, mã này đá 636 cho em ạ. Đá 636 và kèm số điện thoại ạ. Đá 636 và kèm số điện thoại cho em này. Bộ thể thao có chị ơi. Bộ thể thao có hàng ạ. Đây đá 636 ạ, 165.000. Đá 636 cho em 165.000 một áo các chị ơi, nhìn hàng này. Đá nó đẹp sáng long lanh luôn các chị nhá. Cái này chỉ gọi một tí ren lưới ở cổ như này thôi, một tí ren lưới thôi ạ. Và cái phần này đính đá cho em ạ. Và đính đá cho em ạ, các chị comment là đá 636 ạ, 165.000 một áo. Da nhung lót lông em có chị Phạm Thuần ơi, Phạm Nhuần em có nhá. Da nhung của bé chỉ còn nguyên size bé, còn đúng một cái size XL màu nâu bò, còn đâu là có nguyên size M. Mỗi em còn MLXL, các chị có phải là đá 636 á. Dưới 65 cân ạ, từ khoảng là 40-65 cân em chốt đơn. Đấy chứ ạ, 40 cân đến 65 cân em chốt đơn hàng ạ. Các chị có phải là đá 636 và kèm số điện thoại, các chị lấy dồn đơn luôn nhá. Quay ở đằng sau đi, mỗi ở đằng sau nó còn mỗi thứ một tí thôi chị ạ, tí em lên luôn nhá. Rồi chị Bùi Đức ạ, chị Chiên Đào có đơn hàng ạ, Vân Đặng có ạ. À, mã đá 636 cho em này, da nhung 61 cân là không vừa chị ạ. Ai vừa lấy đi, bữa em mua 299, bây giờ em còn có vài chiếc size M để em xả các chị 250. Đấy, được giảm hơn 5, được 50.000 một cái so với giá nhà em, còn bình thường các chị mua. Nếu mà so với giá thị trường các chị được giảm mấy trăm nghìn một cái luôn. Đấy chạm mã này có LXL. Đấy chạm LXL, à quên MLX, 40 cân đến 65 cân. Đấy chạm 40 cân đến 65 cân em chốt đơn ạ. Mã này các chị comment cho em là đá 636 các chị nhá. Đá 636 và kèm số điện thoại ạ. Chị Lăng Đào ạ, chị Tuyết Trần có ạ. Cái da 731 đâu em ơi? Để
Đây ra lót lông đây. Tình yêu ơi, chị nào thích thì em nghĩ gọi là. Giờ này em cũng chẳng thiết cái gì có đâu. Tổng của chị là 899 nghìn. Còn một màu nữa mà, màu đen nữa. Dạ vâng, vâng, vâng. Tại vì có tin chủ khoản báo em nhé. Đi giao xe chị nào em nhé. Thực sự luôn là giờ này là các chị thích cái gì là em kỷ niệm luôn các chị những cái đấy. Không tiếc gì nữa. Đấy chưa ạ? Rồi gần Tết rồi các chị ạ. Gần Tết rồi bán cho nó nhanh thôi. Rồi đá 636 ạ, MLXL 3 size. Chị Hải Đỗ ạ, chú cho em xin cái mã pin với chị ơi. Chú cho em xin cái mã đơn hàng ấy. Cái đơn viết tay ấy, xem nhân viên là chốt đơn nhầm với chị mã hàng nhá. Chân váy còn size to không ạ? Nó sẽ có size các chị dưới 60 cân thôi. Chị Liên Lê có đơn hàng ạ. Chị Long Đào có, chị Hoàng Xuân chốt đơn 636 này. Áo lông đằng sau đây chị ơi, áo da lót lông đây. Áo này hôm trước mình đang giảm cho các chị bao nhiêu tiền rồi đây. Các chị đang mua áo này 650-700 nghìn giá thị trường em bảo thật các chị thế. Hôm vừa rồi là em tưởng là nó còn sót một ít. Nhưng bây giờ chắc cũng tầm khoảng là 15-20 cái nữa. Còn tầm khoảng là 15-20 cái nữa. Mã này các chị comment cho em là da 731 nhé. Để chạy comment của em là 731 và kèm số điện thoại ạ. Để chạm 731 cho em ạ, da lót lông đây. Các chị này không thích lông cổ, các chị tháo ra được cho em. Không thích lông cổ, tháo ra được cho em ạ. Đây, không thích lông cổ thì tháo ra như thế này. Đâu, có lắp vào. Da lót lông đây các chị này, MLXL 3 size. Đấy. MLXL 3 size, các chị lên mã này cho em là 731 và kèm số điện thoại ạ. 731 và kèm số điện thoại cho em ạ. Bộ thể thao có mà chị, có mà. 636 size to là XL chị Liên Lê nhá. Chị Vân Nguyễn có ạ. Có nhung bộ em có chị ơi. Áo đang mặc áo đá, áo em mặc bên trong là đá 636 còn bên ngoài là mã 731. Ra bên ngoài em tặng các chị nốt ạ. 350.000 một áo, em xả lỗ các chị ạ. Em thật sự các chị đấy. Em bảo rồi giờ này là em không tiếc thì các chị nữa đâu. Còn cái gì em bán cho nó gọn mẫu hàng nốt thôi ạ. Mã này các chị comment là 731 và kèm số điện thoại. Em có MLXL 3 size ạ. Màu nâu này, màu bò này các chị này. Đâu em mà cần nâu đậm các chị nhá. Còn đây là vàng bò cho em ạ. Màu vàng bò này và tông màu đen nữa. Em đang có ba màu hàng da các chị nhìn cho em ạ. Toàn bộ của nó da vân như này, da kiểu da sần các chị luôn. Đấy, da sần mà lót lông ạ. Xả 350.000 một áo. Ok cho em xả 350.000 đồng các chị lên mã này cho em ạ. Dưới tầm khoảng 58 dưới 60 cân đổ về em chốt đơn ạ. Giống bomber nhưng đừng lót lông, miền Nam nóng lắm ạ. À miền Nam nóng à, có nghĩa ý chị là thích da nhờ bên trong của nó lót lụa thôi đúng không ạ? Đợi em tí thì em kiểm hàng xem mà còn sót thế nào không đã. Nhiệt em đang mặc các chị có mấy là nhiệt 636 hay đá 636? Đá 636 cho em. Đá 636 và kèm số điện thoại ạ. À bên ngoài là nói chung hôm trước chị nào chưa chốt được mã này không nhanh nhanh tay nhá. Bây giờ là em đang giảm giá sâu với các chị, là chị nào mua trước hôm vừa rồi các chị bảo ối rồi ôi Loan ơi hôm nay sao em lại bán rẻ thế. Chị vừa mới nhận được hàng xong còn chưa mặc. Mà hôm nay em đã xả rẻ thế này rồi. Các chị nhìn cho em màu đen đây ạ. Màu đen cho em này. Cái lông này các chị không thích các chị tháo được cho em ạ. Nó tại vì nó là cái cúc, được chạm cái cúc lắp lông rời cho em như này ạ. Mã 731 các chị nhá. Nó không làm size to chị ạ, nó không làm size to. Da lót lông hai chiếc chị ơi, comment của em là 731 và kèm số điện thoại nhá. 731 cho em ạ. Các chị nhìn cái chất da của các chị biết là hàng có đẹp hay không. Đấy, chị Nguyễn Lợi comment cho em xin mã hàng với ạ. Chị xâm sầm có đá 636 này. Màu nâu, màu vàng với lại tông màu đen, ba màu ạ. Nâu vàng đen và kèm số điện thoại ạ. Áo đá em mặc là 165.000 chị ơi. Sao siêu nhẹ em hàng. 635 á. Đây là mã 731 mà chị. Tại vì là cái áo da lúc nào nó cũng phải có mùi ấy chị. Đúng không? Da nào cũng thế, kể cả chị mua da vài triệu nó cũng vẫn có mùi da ấy. Đấy, nó có mùi da mà chị. Đây này, áo này nó cũng phải có mùi da ấy. Tại vì nó là bằng da mà chị. Vì nó phải có mùi. Cái chị giặt mấy lần nó hết rồi chị ơi. Chị Lăng Đào ok chốt đơn ạ. 731 này. Áo gió lót lông em còn chị ơi. K14 tơn tối qua đúng không? Khoác K14 là mã nào nhỉ? Đợi tí em lên sau. Chị Liên Lê rồi ạ. Chị lên số điện thoại cho em nhá. Chị Thúy Trúc Lê có đơn ạ. Lót lông được em tí em lên sau. Mã này các chị comment cho em là da 731 ạ. 731 và kèm số điện thoại. Dáng này dáng ngắn ngắn các chị nhá. Màu nâu ạ. Màu chị Nguyễn Quý có đá 636 này. Các chị nhìn cho em ạ. Màu này là màu vàng bò. Cái chạm màu này là màu vàng bò cho em. Lót lông nó ấm như thế này mà các chị ơi. Cái chạm nhìn cho em ạ. Lông mềm mướt mượt mượt luôn. Cái chạm lông mềm mướt mượt mượt luôn ạ. 731 và kèm số điện thoại. Đây màu vàng bò.
màu nào xinh luôn, màu vàng bò và kèm phối nước ngoại ạ. Bảy ba một và kèm số điện thoại. Chị Nga Đặng à? Chị Nga Đặng là lâu không nhận được hàng à? Đấy, hôm nay xả có 350. Chị nào chốt lên luôn nhá, vẫn đủ, chắc là vẫn đủ size ạ, vẫn đủ size số. Chị Nguyễn Lợi ạ, Bích Ngọc ạ, Thu Thanh ạ, chị Yên Lê có đơn hàng ạ. Đẩy 731 và cộng số điện thoại cho em, các chị chốt đơn nhá. Màu đen ạ, màu nâu với lại màu vàng bò. Đen nâu vàng bò ạ, lên đơn hàng cộng số điện thoại cho em ạ. Đẹp xuất sắc luôn. Được chưa ạ? Đẹp xuất sắc luôn như này ạ, 731 ạ. Lên số điện thoại mình có đơn ạ. Lên số điện thoại cho em mình có đơn. Mùi da bọn thích mặc thì đẹp. Áo da nào cũng thế thôi chị ạ. Đấy, rồi là từ phao da này cho đến áo da này nó đều có cái mùi da ấy. Các chị mua, nói chung là các chị mua áo da các chị biết, đúng không ạ? Nó không như hàng phao. Chị Hoàn Nguyễn có ạ. À, lên Bacca đi à. Bacca nhà em hình như là hết hàng rồi. Bacca còn có vài cái, không biết là còn say gì. Em còn một cái ít cái hàng áo gió lộn xộn như này các chị nhá, 150 một cái. Các chị comment của em là gió lẻ nhá, gió lẻ và kèm số điện thoại ạ. Đấy, gió lẻ và kèm số điện thoại cho em này. Không biết là nó còn size gì. Để chắc các chị chọn cho em được cái size vừa nhé chị yêu nhá. Ngẫu nhiên cho em rồi. Chọn, cố gắng chọn thêm được cái size vừa. Các chị comment là gió lẻ và kèm số điện thoại ạ. Em ơi nói nhỏ nhỏ chị bán hàng đi. Đây các chị này, thế em tặng các chị kèm đơn nhá, 150 một cái, 150 một cái luôn ạ. Tất cả những cái mẫu này em đã bán qua mẫu rồi, để chạy bây giờ nó còn lẻ mỗi thứ một tí. Sao lại áo dạ 608 màu đen, áo đá chị nhá, áo đá 608 là áo bên trong đấy. À, áo bên trong em mặc là đá 636, còn 608 là mẫu khác. Áo hiện đang mặc các chị có phải là đá 636 cho em với, đá 636. Các mấy chị phải comment đúng cái mã hàng mới chốt được đơn chị ạ. Máy mới lên đơn được, mẫu gió lẻ em tặng các chị 150 một cái. Gió lẻ cho em ạ, các chị chọn xem có size nào vừa, các chị lấy thêm màu xanh các chị này. Màu xanh cho em ạ, toàn bộ là hàng hãng. Hàng của hãng Jimmy luôn các chị ơi. Để chạy hàng hãng các chị luôn ạ, 150.000 đồng một áo ạ. Các chị comment là gió lẻ và kèm số điện thoại ạ. Để chạy gió lẻ mẫu và kèm số điện thoại cho em được. Màu... Đây các chị này. Nó có nhiều kiểu, tí nữa thu thập tất cả các mẫu lẻ của cái hàng hàng này trước mình bán qua rồi đây. Một màu cũng có các chị nhá, một màu cũng có luôn các chị này. Trời ơi, 150.000 một cái. Được chưa? Cái mẫu này các chị 65 cân đổ về cho em này. Mẫu này các chị tầm 65 à, không phải, dưới 60 cân. Dưới 60 cân cho em. Đấy, gió lẻ các chị chọn mà size vừa. Các chị chọn xem được size vừa nhá, đây là xanh này, nó có mấy màu xanh thôi. Hai cái màu, hai ba màu xanh. Để chạy gió lẻ mẫu và kèm số điện thoại cho em 150.000 một áo. Để chạy 150.000 đồng ạ. Các chị cố gắng lại chọn cho em được size vừa. Đấy, chọn cho em được size vừa thôi. Lẻ này các chị ơi ạ, 150.000 đồng. Để chạy hồng đậm hồng nhạt cho em như này. Để bốc mẫu em ơi, 150 một cái. Để chạy 150 một cái. Gió lẻ kèm số điện thoại ạ. Nói chung là chị, các chị ơi màu nào em cũng thấy đẹp luôn ý. Tại vì hàng của nó hàng công ty của cái hãng Sini này. Màu chuẩn nét luôn ạ, xịn. Đấy, nhìn cho em cái màu sắc nó pha màu cho em này. Gió gió lẻ mẫu và kèm túi điện thoại. Các chị chốt đơn nhá. 150 một áo. Ok chị ạ, 150 một áo ạ. Đẹp tuyệt vời luôn. Được chị ạ, màu nào cũng đẹp ạ. Màu nào cũng đẹp luôn, 150. Chị Nhật Tâm, Nhật Tân cho em xin lại số điện thoại với. Tưởng gì chứ áo 005 nhà em còn. Chị cứ lên số điện thoại nha, em khách gọi chị ơi. Cứ lên số điện thoại cho em. Áo đá em mặc bên trong là mã đá 636 MLXL 3 size ạ. MLXL 3 size. Các chị yêu lên đơn hàng và kèm số điện thoại ạ. Đây mã này cũng còn LXL này. Còn đúng 5 cái. 5 cái của size LXL. MLXL cái này đủ một cái. MLX ạ.
Mã này các chị comment là đá 565 nhá. Đá 565 kèm túi điện thoại cho em ạ. Đá 565 kèm số điện thoại cho em mẫu này ạ. Hai lớp cho em ạ. Mã này đá 565 ạ. Đằng sau có cài cúc nhưng mà thôi em mặc qua qua thì nó còn có mấy cái thôi. Lên nhanh các chị yêu nhá. Đây là cài cúc đằng sau này. Mã này các chị hôm nay là đá 565 ạ. Từ khoảng là 42, 43 cân đến 65 cân đổ về. Em tặng các chị kèm đơn luôn ạ. 100 ạ. 65.000 một áo. Ok chị ạ. 165.000 đồng một áo. Các chị lên đơn mã này cho em là áo da nào chị ơi. Có mấy mẫu áo da mà. Đá 565 cho em 165.000. Có lẻ vậy ạ. 165.000 em còn sót 5 cái các chị này. ML, XL các chị từ dưới 65 cân đổ về em chốt đơn ạ. Dưới 65 cân đổ về em chốt đơn hàng. Các chị comment mã này là đá 565 các chị nhá. Đá 565 và kèm số điện thoại cho em. Sả các chị là 100 ạ. 65.000. Khi nào có quần jean baggy à? Chắc là mấy hôm nữa chị ạ. Mấy hôm nữa em về hàng nhá. Khoác 600k còn không chị? Khoác 600 là mã G14 đúng không? G14 chắc là về thêm. Về thêm nhá. Tối nay hoặc ngày mai về. Bộ thể thao không lên à chị? Bộ thể thao bình tĩnh đã, từ từ đã. Còn nhiều mẫu lắm chị ơi. Còn áo, còn len ép không em còn. Chị Đỗ Oanh nhá, chị Nhung Trần có á. Mã này ra bể một lót lâu, ok chị Lý Hoàng. Đá 86 nha, em vẫn đang chốt đơn của tối hôm qua mà chị Thúy Lê ơi. Đơn trưa nay các có thể là sang đến ngày mai nha, em mới gọi chốt được. Đấy, hoặc là tối nay nhà em nhân viên em tăng ca, tăng cường của thêm buổi tối nữa. Thì nhà em vẫn chốt đơn cả tối hôm qua, cả ngày hôm nay luôn. Chị Thu Hoài Phạm đá 565 này. Cái cổ lông mã G14 hiện tại em đang hết hàng chị ơi. Em sẽ phải vào lớp rồi à. 165 mẫu này cho em ạ. Được chưa? Đá 565 là 165.000 áo. Đá 565 mà kèm số điện thoại cho em ạ. 165.000. ML, XL các chị nhá. ML, XL 3 size ạ. ML, XL 3 size. ML, XL 3 size. Các chị lên mã này cho em là đá 565 mà kèm số điện thoại cho em. Ơ điện thoại mình đâu nhỉ? Rồi đá 565, 59 cân. Ok chị Huy Hoàng Hồ chốt lên số điện thoại cho em chị ơi. Comment cho em xin số điện thoại với. Rồi chị Nguyễn Huế có này. Còn có 5 cái thôi chị ạ. Đá 565 là 165.000. 165. Nào đưa chị phao dài đi em ơi. Em xả phao dài ý chị yêu nhá. Thôi ạ, mỗi chị cho em xin lượt chia sẻ. Động viên em cái thì em lỗ quá thể luôn các chị ạ. Chị Quỳnh ơi, đứng dậy lấy hộ em phao dài phát. Tắt máy đi, tí chút đợi được. Không mở ghế ra. Đơn hàng của bạn. Luyện đây, đứng lên lấy hộ tớ phao dài rồi Luyện ơi. Rồi ạ, Giang Nhung cổ bẻ 48 cân, ok chị ạ. Chị Bích Ngọc, ok chốt đơn hàng ạ. Đợi em một tí em xả phao dài luôn nhá. Ngày hôm nay xả gọi là sập. Đây có rồi, sập nhà luôn các chị ạ. Xả sập nhà luôn. Các chị ơi, các chị comment được em là tặng phao dài nhá. Tặng phao dài ngày hôm nay cho mỗi chị em mình cái. Đấy chị ạ, giá này là giá gần như kiểu giá cho các chị luôn. Giá như giá cho các chị luôn ạ. Xác định là năm nay em lỗ nhiều các chị ạ. Năm nay lỗ nhiều rồi. 380. Giá hôm trước bán bao tiền thôi, em không nói nữa nhá. Để cho em không nói giá cũ của nó nữa. Để cho các chị comment cho em là gì ạ? Tặng phao dài vào kèm số điện thoại ạ. Dưới 60 cân em chốt đơn. Dưới 60 cân em chốt đơn hàng ạ. Các chị lên mã này cho là tặng phao dài. Kèm số điện thoại cho em. 310.000 đồng. Đẹp xịn sò như này luôn ạ. Bác nào đã nhận được phao này em rồi, các chị cứ gọi là cho em xin một cái phản hồi. Ơ lấy trên tờ Huế tháo tờ cái này ra phát. Đa số là còn màu xanh kia đúng không? Ừ. Xanh xanh kết này này. Xanh kết nhiều chị ơi. Xanh kết này. Đỏ có đúng không? Đỏ có, xanh có.
Tặng phao dài ạ. Hả? Than cũng có. Màu xanh két cho em này. Em sửa đi cho nó sao luôn các bạn. Phao dài hôm nay em sale nhé các chị nhé. 299.000. Không bằng một cái phao ngắn luôn ý. Để cho em xả không bằng một cái phao ngắn luôn. Các chị ơi, đằng nào cũng thế. Để cho đằng nào cũng thế. Tầm giờ này không giữ lại hàng nữa chị nhá. Giá nào em cũng chiến. Để cho giá nào cũng chiến luôn. Các chị comment trên là tặng phao dài và lên số điện thoại cho em ạ. 299.000 đồng. Chị nào nhanh tay mình có đơn hàng. Dưới 60 cân em chốt đơn ạ. Đấy. Tặng phao dài nhá, giá này là giá tặng các chị luôn ý. Em thề luôn, em các chị biết là hôm nay em lỗ các chị. Ừ, 299.000 đồng. Thôi. Thôi cho nó hết hàng chị ạ. Em giờ này em trả tiếc. Tiếc lắm nhưng mà thôi các chị ơi, cho nó gọn mã. Được chưa ạ? 299.000 đồng một áo. Được chưa ạ? Em xả sập luôn các chị ơi. Màu xanh két các chị này, xanh két này, đây màu xanh than cho em ạ. Màu xanh than, form các chị từ khoảng là 44-45 cân đổ lên nhá. 44-45 cân ạ, đến tầm khoảng là 60 cân đổ về em chốt đơn ạ. Màu xanh than các bác này, được chưa ạ? Sao ổn các chị nhìn cho em hàng này. Toàn bộ của nó là hàng công ty. Tặng sau dài ạ, lên số điện thoại mình chốt đơn ạ. Cho em xin lượt chia sẻ với các chị ơi. Để chạm màu đỏ cho em này. Đấy, màu đỏ cho em ạ, 299.000 đồng các chị nhìn hàng nhá. Nó đẹp xuất sắc như này luôn ạ. Màu hồng này. Nói chung là mỗi thứ còn tí. Mỗi thứ còn một tí. Màu đen cho em ạ. Màu đen này và tông màu ghi. Em sẽ 299.000 đồng các chị ạ. Em sẽ 299.000 đồng một áo. Các chị lên đơn hàng kể số điện thoại cho em ạ. 299.000 đồng ạ. Xả phao dài và kèm à, tặng phao dài các chị yêu nhá. Tặng phao dài ạ, kèm theo số điện thoại cho em ạ. 299.000 đồng ạ. Nhẹ ấm cực kỳ luôn các chị ơi. Nhẹ ấm cực kỳ luôn ạ. Đấy, các chị lên chuẩn mã hàng cho em ạ. Các chị có đơn các chị yêu nhá. Lên chuẩn mã hàng cho em mình có đơn ạ. Em phải nghĩ mãi bảo không biết là có nên bán hay không. Nhưng mà chắc là nó còn tầm khoảng 50 cái thôi. Đấy chạy, còn tầm đến 50 cái không? Còn tầm khoảng 50 cái. Em kỷ niệm các chị mình luôn ạ. Nhanh tay mình có đơn các chị yêu nhá. Nhanh tay có đơn. Tại vì giá này là kể cả các chị đi tại tất cả cái đến tận công ty ý, tại đến nơi sản xuất cũng không được giá này đâu các chị ạ. Em thề luôn ấy, các chị đến tận công ty ạ, tại xưởng sản xuất của cái mã phao này không có giá này nữa. Đấy, em kỷ niệm các chị luôn ạ, 299.000 đồng ạ. 299.000 đồng ạ. Các chị lên đơn ạ, cộng số điện thoại cho em ạ. Tặng phao dài các chị yêu nhá, màu xanh các chị này, xanh của nó sẽ bên ngoài của nó kiểu màu xanh lá đậm ấy. Đấy, em gọi là màu xanh két ạ. Em gọi là màu xanh két. Tắc 508 là mặt áo. Thưa này ạ. Cái đầu ngoài kia chị. Không lo lắm. Làm gì có cái mã 508 nào? Nhầm mã rồi. 608. 608 không phải là Pakka. 608 là áo đá. Ôi, màu xanh than cho em ạ, tặng phao dài cho em màu xanh than các chị này. Cái này là có dây rút eo các chị nhá, dây rút eo cho em ạ, dáng dài mà có 299.000 đồng. 42 cân các chị mặc được tại vì nó có rút eo các chị này. Có dây rút eo cho em ạ, tặng phao dài kèm số điện thoại cho em mình chốt đơn ạ, 299.000 đồng một áo. Ok không? Được chưa ạ? Em bảo rồi ạ, giờ này không tiếc các chị nhá, giờ này em không tiếc các chị đâu. Các chị ơi cho em xin lượt chia sẻ với, chia sẻ lên trang cá nhân giúp em với ạ. Chia sẻ lên cái trang cá nhân giúp em với ạ, 299.000 đồng ạ. Màu hồng các chị này. Màu hồng hình như em còn mấy cái nhỉ? Màu hồng không còn mấy đâu chị ơi. Màu hồng còn 4-5 cái. Màu hồng còn 4-5 cái thôi ạ. Tặng phao dài cho em ạ, dưới 60 cân nhá. Phao ngắn em hết hàng rồi chị ơi, phao ngắn em hết. Mai tặng phao dài cho em ạ, 299 ạ, màu đen. Đấy, mỗi màu nó còn vài cái. Mỗi màu còn vài cái. Sale 299 ạ, giá thị trường đang là 650. Giá thị trường là 650. Ngày hôm nay em xả 299.000 đồng ạ, bằng nửa tiền giá thị trường. Đấy chị ạ, bằng nửa tiền giá thị trường luôn. Đấy, rẻ hơn giá công ty các chị ạ, rẻ hơn giá tại công ty rồi. Các chị nhìn hàng cho em ạ, tặng phao dài ạ. Trên đầu gối. Đấy chị ạ. Đấy, tặng phao dài cho em ạ, 299.000 đồng các chị lên đơn hàng nhá. Đá trong người là 165.000 em ơi. À đâu, ừ đúng rồi. Đá trong người là đá 565 ấy, 165.000. 165.000 ạ. Ok chưa các chị ơi, em dô lại bảng màu lần nữa nhá. Đây mình có đơn này các chị này. Tặng phao dài đây, màu của nó là màu xám. Màu ghi xám các chị ơi, màu ghi xám cho em này. Màu xanh than này các chị này. Màu đen này. Đấy chị ạ, màu đen cho em này. Màu hồng này.
Đó, màu hồng cho em các chị nhá. Màu hồng này cũng xinh này. Màu hồng này. Màu đỏ này. Đấy chị ạ, màu đỏ cho em ạ. Tặng phao dài lên đơn hàng ạ. Tặng phao dài lên đơn hàng kèm số điện thoại và tông màu xanh kết nữa ạ. Tông màu xanh kết cho em ạ. Tặng phao dài ạ, cộng số điện thoại 45 cân mặc được chị ơi. 45 cân mặc được nhá. Đấy phong này nó nhỏ. Chị Hồng Ngô rồi ok chốt đơn hàng ạ. Có siêu nhẹ không em, mà dáng này cũng là nhẹ mà chị. Cái này cũng là dòng nhẹ mà chị, nó có nặng đâu. Đá 565 mà. Em còn đúng 5-6 cái của mạng đá 565 mà chị này. Còn đúng 4-5 cái thôi. Rồi ạ, tặng phao dài cho em ạ, 299.000 đồng một áo ạ. Lên chuẩn mã hàng kèm số điện thoại cho em mình có đơn nhá. Được chưa? Tiếp theo áo đá. Đây đá 83 đây, chấm bi. Chấm bi của mã hàng đá 83. MLXL các bác ơi ạ, MLXL chấm bi cho em này. Đá 83 và kèm số điện thoại nhá. Phao dài 299.000 đồng các chị, em thề luôn các chị ơi, chưa giờ em sập giá như này luôn. Đấy. Mã này là em xác định là em lỗ nhiều mà chị. Đây là còn bao nhiêu cái thì các chị chốt nhanh nhá, không có hết, tại vì là nếu mà em chốt giá này em báo xỉ cách đây mấy hôm là khách hàng xỉ cũng ôm lô hết rồi. Nhưng mà thôi em bảo rồi, hàng đẹp và giá rẻ thì em muốn cho khách lẻ như em mỗi người một chiếc. Đấy. Các chị lên mã này cho em ạ. Mã này các chị có mình là đá gì nhỉ? Hôm trước là hàng này không có về đâu ạ. Đá 83 cho em ạ. Đá 83 và kèm số điện thoại về đúng một lần. Đấy, về đúng một lần mã này. Đá 83 cho em ạ. MLXL 3 size. MLXL 3 size ạ. Mã này các chị yêu lên đơn hàng cho em là đá 83 nhé chị yêu nhá. Đá 83. Gen 2 lớp ạ. Phần thân là gen 2 lớp ạ. Phần tay của nó gen 1 lớp cho em. Đá 83 và kèm số điện thoại ạ. 175.000 một áo. Để chạm 175.000 nữa các chị có nghĩa là đá 83. Áo, có áo cổ lọ. Cộc 3 phân, cổ 3 phân đúng không? Cổ lọ này. 3 phân á. Như nào, cộc tay cổ 3 phân đúng không? Có chị ạ. Đá 83 cho em các chị ơi, nhìn chấm bi đá cho em ạ. Cổ của nó là cổ thấp, cổ tim như này các chị yêu nhá. Cổ thấp, cổ tim. Đá 83 cho em 175.000 một áo các chị ạ. 175.000 ạ. Đem mã hàng cho em là gì ạ? Đá 83 và kèm số điện thoại các chị có đơn. Đấy, dưới 65 cân thì em có size vừa nhá. Từ khoảng là 42, 43 cân đến 65 cân đổ về. 42, 43 cân đến 65 cân đổ về em chốt đơn ạ. Đá 83, 3 size MLX ạ. 3 size MLXL. Còn sót ít thôi các chị ạ. Hàng này cắt mẫu không có về hàng nữa đâu ạ. Còn ít ít thôi các chị ơi, hàng Quảng Châu cho em này. Chị ghét luôn, bây giờ này là không có đặt hàng nữa. Đấy. Giờ này là không có hàng nữa đâu các bác ơi ạ. MLXL 3 size. MLXL 3 size ạ. Đá 83. Lên mã hàng kèm số điện thoại ạ. Áo loan cởi ra cái nào chị? Đấy là mã đá 565 em vừa cởi ra ấy. Đấy, chị Trịnh Hồng Tuyết có đá 83 này. Các chị ơi em còn tầm chục cái thôi. Còn tầm chục cái của mã đá 83 thôi ạ. Lên đơn hàng cộng số điện thoại cho em. Đẹp lắm luôn các chị ơi ạ. Sao hôm qua chấm bi lại khác? Ô, hôm qua em lai mã khác, hôm nay em lai mã khác mà chị. Chứ không phải nhẽ em có một mã hàng đâu. Mà em có hẳn 10-15 mã hàng chấm bi các chị ơi. Mỗi hôm em like một mã khác nhau chứ không phải là như em có một mã hàng đâu. Thế mới cần khách hàng comment chuẩn mã hàng trên mới chốt được đơn đấy chị. Các chị comment là nguyên chấm bi thì em có 15 mã, 15-20 mã hàng nguyên bộ chấm bi này. Đó, đá 83 cho em. Hôm qua like mã khác, hôm nay like mã khác. Đấy, mẫu này là đá 83 cho em. Khổ hôm qua em xem like không, em không tắm luôn. Đá hay là đá gì đấy? Đấy, đá 83. Đây 175.000. Chấm bi là mã đá 83. Nhiều mã lắm chị ạ, à. Không phải em có một mã hàng này đâu. Đây này. Tất cả áo như em nó đều có mã hàng hết. Rồi, đá 83 cho em 175.000 một áo chị nhá. 175.000 ạ. Giấy dồn đơn rồi ok chị luôn. Rồi, đá 83. Chị Phạm Vân ạ, à, chị Sáu Lê ạ, à, chị Lưu Thị rồi ạ, à, chị Mai Hương ạ, à, chị Đỗ Huyền ạ, à, chị Lê Liễu có đơn hàng ạ, à. Nguyễn Thị Lũy nhá. 500.
dần. Đây này, thuốc cái này đi này. Tiếp theo cái mã này, ôi mã này đá 76 bán rẻ nốt các chị mẫu này đi. Ai? Ôi mã này còn nguyên XL à? Ôi LXL này. Mã này em còn 2 size LXL nhá chị yêu nhá. À có cả M thôi. MLXL. Các chị có mày là đá này là đá 76 á, đá 76 cho em ạ. À. Chân váy em mặc bao nhiêu à? Chân váy mặc là 230 chị ơi. Chị Tống Thị Ly á, các chị cứ lên đơn hàng nhá. Lên đơn hàng kèm số điện thoại. Mỗi này các chị comment trên là đá 76 á. Đá 76 và kèm số điện thoại cho em. Ok chưa? Đá 76 á. Thì lên bộ luôn nhá. Đây các chị này. Mã này các chị có là đá 76, em tặng các chị 145.000 một áo. Dưới 65 cân đổ với em chốt đơn ạ. Dưới 65 cân đổ với em chốt đơn ạ. 145.000. Rồi đợi em qua mẫu này xem em lên luôn bộ thể thao chị nhá. Đợi em tí em lên luôn đây ạ. Mã này khách hàng lên cho em là đá 76. Cái trạng đá 76 kèm số điện thoại ạ, 145.000 một áo ạ. MLXL 3 size ạ. Đá 89 còn chị Bích Vân ơi, chị cứ lên số điện thoại đi, lên mã hàng là đá 89 mà để lại số điện thoại cho em. Đá 89 mà kèm số điện thoại ạ. Mẫu này các chị có là đá 76 này, 145.000. Các chị nào không không thích gọi là diêm rúa ho hết nhiều ấy, đá đấm nhiều thì các chị lấy cho em cái mẫu này ạ. Để nó chỉ có một cái hình sao ở giữa và đính đá bên ngoài một chút thôi. Mã này lên cho em là gì ạ? Đá 8, đá 76 các chị nhá, đá 76 á. Đá 76 và kèm số điện thoại ạ. Đá 76 và kèm số điện thoại cho em ạ. 100 ạ. Bao tiền? À, 145.000. 145.000 đồng một áo ạ. Lên đơn ạ, chuẩn mã hàng và kèm số điện thoại cho em ạ. Đá 76 nhá. Đơn tối qua gọi chưa? Đang gọi đơn tối qua đây chị ơi. Ờ, em đang trông lên bộ à? Rồi ạ. Các chị thích bộ to, bộ size to đúng không? Có cả bộ size to. Có cả bộ size to luôn. Đợi em một tí nhá, để em xem là còn những cái mã nào số lượng nhiều để em lên. Rồi, đá 76 là 145.000 ạ. Đá 76 145 mà kèm số điện thoại này. Rồi bộ nhung nhá. Bộ nhung này. Bộ có mũ đi chị à? B1 còn nguyên size L thôi. B10 thì B10 hôm qua chưa lên. B10 hôm nay bộ gấu đi. Ừ bộ gấu, ừ được rồi, rồi ok bộ gấu. Rồi bộ gấu luôn nhá. Bộ to hàng xịn sò. Ôi trời ơi, cho mẹ ơi. Bộ thì đẹp lắm nhưng mà có cái bộ size to 75-80 cân có size vừa. 75-80 cân có size. Đây chị, các chị em lên bộ gấu trước nhá. Em lên bộ gấu luôn đây. Các chị lên cho em hộ em là mã bộ gấu á, bộ gấu kèm số điện thoại. Đá 76 65 cân các chị mà vừa, 63 cân vừa chị ơi. Bộ to hàng xịn nhá. Ui rồi ôi mình cọc tiền tối hôm kia mà hôm nay chưa thấy giao hàng chị Trần Dung ơi. Chị có thấy chốt đơn hàng chưa? Chốt đơn là một chuyện nhưng mà giao hàng là một chuyện chị ạ. 3 ngày chưa đến nơi được đâu chị ạ. Đấy chứ không phải là gửi xe buýt mà một lúc hay mấy tiếng đồng hồ nhận được. Nếu các chị ở miền Bắc ấy thì các chị phải tầm 4-5 ngày, miền Nam phải tầm 7-10 ngày. Tại vì là dịch dã này hàng nó đi rất là khó chị ơi, hàng nó chậm ấy, hàng đi chậm. Rồi lên đồ bộ nhá. Em lên đồ bộ đây các bác ơi. À mà từ từ đã, còn một mã này. Mã này đẹp quá, em lên các chị kèm đơn hàng luôn, tiện đá em lên luôn cái này đi.
mã 36. Mã này thì em giờ này là em hết hàng đây này. Còn có vài cái thôi. Đây chị có bán này không? Cái trạm mã này có vài cái thôi ạ. Bán lên rồi thôi, giá 66 lên rồi thôi. Mã này đá 76 đây. Mã này mà bỏ qua thì hơi phí luôn. Để chạm mã này bỏ qua hơi phí luôn ạ. Đợi em một tí em lên luôn nhá. Chị ơi đợi em bộ thì đã đợi cho chót luôn ạ. Em lên nốt cái mã này. Để cho em lên nốt mã này các chị này. Đây. Từ đã bộ gấu em từ từ em lên. Đây các bác ạ. Mã này các chị comment là đá mã bao nhiêu đây? À, đá 611 ạ. Đá 611 ạ. 100 ạ. 69.000 đồng các chị ngày hôm nay. Đấy chị ạ, 169.000 đồng các chị comment là đá 611 và kèm số điện thoại ạ. 45 cân đến 65 cân em chốt đơn ạ. 45 cân đến 65 cân em chốt đơn hàng ạ. Đá 611 và kèm số điện thoại ạ. Đây các chị này. Eo ơi đẹp long lanh luôn. Đấy chị ạ, đẹp long lanh luôn ạ. Đá 611 cho em ạ. 169.000 cho các chị nốt nhá. Em còn có một tí mình sót lại ấy chị này. Đấy chị ạ, còn có vài cái sót lại thôi ạ. Đá 611 và kèm số điện thoại các chị chốt đơn hàng ạ. Đẹp quá thể luôn các chị ơi. Em đang định lên bộ nhưng mà em nhìn đến mã này em không thể bỏ qua được luôn. Đấy chị ạ, nhìn đến mã này cái không thể bỏ qua được luôn ạ. 169.000 đồng ngày hôm nay còn mấy cái bán nốt nhá các chị nhá. 169.000 đồng một áo. Đấy chị ạ, các chị lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em ạ. Đá 611 ạ. Ok chị luôn ạ. MLXL3 size luôn ạ. Chị mua 175 đẹp ok chị ơi. Tại vì giá như em ấy em cộng rất là thấp luôn. Nếu mà giảm thì cũng chỉ giảm tầm là 10-20.000 thôi chị ạ. Giảm tầm 10-20.000 thôi, còn thị trường người ta cộng các chị lãi cao lắm. Chị em không cộng cao. Đấy, còn có vài cái đấy chị ạ. 169.000 đồng ạ. 169.000 đồng các chị lên đơn hàng thêm ạ. Đá 611 em qua mẫu luôn này. Mẫu này nó là mẫu lẻ lẻ, em lên em tiện là em nhìn thấy cái em phải lên luôn. Tiếp theo mã này là đá 613. Đá 613 MLXL3 size ạ. Đá 613 cho em các chị lấy gộp đơn luôn này. Các chị mình lấy gộp đơn luôn. Nó cũng giống mã đá 611 nhưng mà mã này của nó là báo. Mã này của nhà em là mã báo. Đá 613. Có len pha lê không em? Có chị ơi, còn len pha lê nhé chị nhá. Mã này đá 613 các chị lên đơn hàng ạ. Đá 613 và kèm số điện thoại ạ. Đấy chị ạ, 100 ạ. 60.000 một cái. Đấy chị ạ, mã này 160.000 các chị này. MLXL3 size nhá. Dưới 65 cân em chốt đơn ạ. Dưới 65 cân em chốt đơn hàng ạ. Đá 611, à quên, đá 613 là báo các chị này. Đá 613 đây. Đấy chị ạ, dưới 65 cân em chốt đơn hàng ạ. Dưới 65 cân em chốt đơn hàng ạ. Đá 613 và cộng số điện thoại cho em. Anh Huyền ơi, không ghi mã đến lúc lại không lại nhầm. Thế nào ấy cô dán ghi luôn những cái đấy để gặp sau đi. Rồi đá 613 đợi em tí em lên em xả hết cho các chị những cái mã quần là nó còn lẻ một tí. Để chị nào có size vừa thì các chị lấy. Đấy, chị nào có size vừa các chị lấy ạ. Mã này đá 613 cho em nhá. 613 là mã báo. MLXL3 size ạ. MLXL3 size ạ. Đá 613 và cộng số điện thoại cho em. Còn có bằng này chiếc các chị nào. Hàng toàn bộ hàng Quảng Châu đẹp các chị luôn nhá. Đây bộ gấu. Tí em lên bộ size to. Đấy, trưa nay tranh thủ lên cả bộ size to các chị luôn nhá. Rồi hai lớp này, cái phần thân là hai lớp này, cái phần tay của nó là một lớp. Cái chặn phần tay là một lớp, phần thân hai lớp. Rồi lên bộ gấu cho em bộ gấu đen này. Bộ gấu đen. Lên mã này trên là bộ gấu và kèm số điện thoại ạ. Xấu kệ ta. Lấy cái bộ hàng Quảng Châu mà bộ B7. Nó bộ tròn, hôm qua chưa lên bộ tròn. Bộ này có cả xanh này. Có áo cổ thấp em có chị ơi, cổ thấp em có. Đây các chị ơi, bộ này của nó sẽ là bộ có mũ các chị nhá, bộ có mũ bộ gấu cho em ạ. Các chị comment của em là bộ này là bộ gấu có size gì về nhỉ? Có size L, M với L. ML 2 size. Bộ này em còn 2 size ML, các chị từ khoảng 45 cân đến 60 cân. 45 cân đến 60 cân em chốt đơn ạ.
màu đen có đến XL. Màu đen là có size dưới 65 cân nhá. 45 cân đến 65 cân thì em có size vừa. Bộ này các chị lên đơn hàng chỉ là bộ gấu và kèm số điện thoại ạ. Bộ này 550 ạ. Được chưa? Bộ này 550, áo có xỉ chị ơi, Phúc Võ nhá. Áo có xỉ nhưng mà số lượng nó còn ít lắm chị ạ. Bộ này chưa là 550. Bộ 550 ạ. Em đang có màu đen đấy, trong màu xanh. Màu đen đến màu xanh các chị nhìn hàng cho em này. Bộ này các chị ơi là bộ gấu nhá. Em còn có sót một ít thôi. 550.000 một bộ ạ. 550.000 một bộ, các chị comment cho em là bộ gấu và kèm số điện thoại ạ. Đá 669 ạ. Còn size M không em còn chị ơi. Đây màu xanh. Các chị ơi bộ này thì các chị ơi, chị nào đã nhận được hàng các chị biết chất đúng không ạ. Giặt thoải mái cho em nó không bị bay. Được chưa ạ? Giặt thoải mái cho em mà không bị bay, không bị sù. Hàng Quảng Châu, hàng cao cấp loại 1 luôn ạ. Đấy, hàng Quảng Châu loại 1 luôn ạ. Bộ gấu và lên đơn cộng số điện thoại. Bộ gấu là chất này của nó là bộ nỉ xốp chị ạ. Chất nỉ xốp cho em. Chất nó sướng lắm luôn chị ơi. Đây bộ gấu á. 43 cân mặc cho em size M chị ơi. 43 cân là mặc hơi rộng một tí thôi. Đấy, 43 cân nó tùy về chiều cao của chị nữa. Màu xanh và tông màu đen hai màu cho em nhé các chị nhá. Xanh đen hai màu ạ, bộ gấu và kèm số điện thoại ạ. 550. Bộ 550, hàng cao cấp cho em các chị nhá. 550, bộ này các chị mua ngoại trường không có dưới 800.000. Được chưa? Không có dưới 800.000 một bộ ạ. Áo phao sao đẹp thế không lên á. Đấy là hàng đắt hơn, nếu chị thích hàng đắt hơn em dơ nhất thì nó còn có vài chiếc mà chị nào chuyển khoản em đi đơn luôn. Lên bộ to em ơi. Nào ok chị luôn, mai chiều hết cỡ nhá. Chị Bảy Trần nữa ok. Chị Trần Lan ok, em chúc đơn ạ. Ôi giời, bộ gấu đen dồn đơn. Đợi mãi mới lên bộ này hay sao mà ôi giời. Em thấy luôn bộ này các chị giặt rũ ạ. Gọi là giặt máy giặt thoải mái cho em. Nó không bị bay đâu chị ạ. Nó không bị bay không bị sù. Chất thì gọi là tuyệt đối cho em bộ này. Đấy em bảo rồi, thị trường bán rẻ nhất cũng phải là tầm 750. 750 đến 800 nghìn ạ. Bộ gấu ạ, chị Bình Dương Nga cho em số điện thoại nhá. Bộ gấu ạ, lấy bộ to kìa. Các chị đang tìm bộ size to kìa. Đợt này nhiều chị đang hỏi bộ size to lắm. 52 cân, 1m53 mặc bộ gấu cho em size M được ạ. 62 cân mặc XL, chị Trần Bằng ơi, có size của chị vừa nhá. Chuyển khoản có được miễn phí ship không bạn? Nào. Chị ơi, để bộ này nhà em chưa bao giờ bán miễn ship đâu chị ạ. Tại vì bộ này em cộng được ít lắm, em được lãi các chị 20.000. Bây giờ miễn ship 30.000 như này thì em không ấy được chị ạ. Ai hốt nốt con áo phao dài Quảng Châu đằng sau đi, mình đã mua rồi, hàng ưng cái bụng lắm, mọi người yên tâm đi. Mình quảng cáo cho cái ai mà đến chia đẹp. Chị ơi, tại vì hàng đấy nếu mà người ta bán trên 2 triệu nhưng em bây giờ xả 1,5 triệu một cái. Đây này. Hôm trước xeo phát là các chị chuyển khoản ầm ầm luôn. Là hết hàng trong vòng một nốt nhạc ấy. Đây hàng đắt này chị Xuân Mùa mặc vừa size nào. Đây là em còn 2 cái một nâu một me size S này. Đấy chứ ạ, còn 2 chiếc một nâu một me của size S. Các chị comment của em là mã gì? Không. Bộ gấu 65 cân vừa. Rồi hôm nay nhận được hàng rất đẹp lắm. Cảm ơn chị. Bộ em mặc 550 thì Trung Nguyễn ơi. Bộ em mặc là 550 em sale nhá. Chị Bình Dương Nga ok chút đơn hàng ạ. Hàng là loan đẹp mê luôn, em cảm ơn chị ạ. Em nghĩ là cái mã nào? Mày cho gấu vào cho đặt cái này. Dạ. Phao đỉnh 1 cho em rồi. Được chưa ạ? Phao đỉnh 1 và cộng số điện thoại ạ. Các chị ơi, em còn 2 cái size S thôi. Chị nào từ khoảng 50-51 cân đổ với các chị chốt cho em mẫu này ạ. Em sell lên 1.500.000. Em hứa, em đảm bảo luôn, em bán dưới giá nhập rồi các chị ạ. Em bán dưới nhập rồi, chị nào mà vừa các chị lấy luôn. Màu nâu với màu be. Em còn có đúng 2 cái thôi. Lan hỏa. Và toàn màu đẹp như này ạ. Toàn màu đẹp như này luôn. Em tặng các chị giá 1,5 triệu nhá. Các chị mua ngoài hơn 2 triệu. Được chưa ạ? Mua ngoài hơn 2 triệu. 1m50 mà chị cao bao nhiêu? Cao bao nhiêu?
Hi hi, trên này mà mặc cả giống ngoài chợ ghê. Đâu có ai mặc cả đâu chị. Chị đang hỏi mỗi là có được miễn ship không em thôi. Có mặc ai mặc cả đâu. Có ai mặc cả trên này đúng không ạ? Cho chị màu be, chị Hoàng Điệp à? Ok, hôm trước chuyển khoản xịt đúng không? Chuyển khoản trượt. Đúng rồi, hôm trước chị chuyển khoản cái áo ngắn. Ok luôn nhá, để dành cho chị luôn. Hôm trước đã trượt một mã rồi. Màu be nhá. Không phải Hoàng Điệp Hà Giang. Hoàng Điệp chuyển khoản 900 con thịt sò cơ. Đúng rồi, Hoàng Điệp hôm trước chuyển khoản 900 nhưng mà trượt rồi. Nhưng mà trượt một con đúng không? Ok luôn. Năm hai cân mét 59 mặc vừa cho em size S. Chị Xuân Bùa lấy màu nâu không? Thế thì em để dành cho hai chị luôn nhá. Ghi tên luôn được không ạ? Chị Xuân Mùa hình như là có cọc tiền thì phải. Đúng không? Đúng rồi, cái gì mà chị đang bảo là Hoàng Thúy Loan Nguyệt tí. Chị gì nhờ? Ôi dồi ôi, giá này thì thực sự các bác luôn, em bán không có lãi lời đâu đấy. Chị Xuân Mùa cho em số điện thoại nhá. Chị lấy màu gì comment của em luôn. Với lại chị Hoàng Điệp nhá. Hoàng Điệp cho em xin số điện thoại lại của chị với. Chị lấy cái màu chị mặc size M thì không vừa. Hai cái này đều size S. Hôm trước chị mua 1.690.000 là anh em đã sell rồi. Ngày hôm nay lại xả 1.500.000 tại vì còn có hai con. Hai cái đều size S. Hai cái đều size S. Chị Hoàng Điệp có lấy không? Ui dồi ui, nhanh tay lên. Nhanh tay để em qua mã khác nào. S rồi. Còn hai chiếc đều là size S hết cho các chị, tầm khoảng 50-51 cân. Nếu người chị nào gọn tầm 52 cân mặc được. Đấy, tầm 52 cân mét 60 các chị mặc được size S. Tại vì form này của là hàng Quảng Châu, form này sẽ to hơn hàng Việt Nam. Form sẽ to hơn hàng Việt Nam. Ok chưa bạn này? Ơ, có lấy không nào? Chị Điệp ấy. Đây này, ẩn có men à? Mét 50 dài qua đầu gối. Dáng này dáng dài. Em mặc đến đầu gối nhưng mà chị mặc qua đầu gối một tí. Chị thấp hơn em mấy phân thì chị mặc qua đầu gối. Thấp hơn em mấy phân thì mặc qua đầu gối. Bộ len á, hình như bộ len này mình còn mấy bộ chẳng biết để chỗ nào. Cái kìa, cái mã ở chỗ kia là mã nào ấy? Chị Điệp có cho số điện thoại được. Chị Điệp, chị đang bảo là 1m50 có dài không? Thì chị mặc là qua đầu gối. Con này là dáng dài qua đầu gối mà. Em cảm ơn chị Ninh Mai Nguyễn nhá. Đấy, em cứ trèo đây đấy. Chị cũng lấy nhá. Cho chị màu nâu em nhé. Ok, chị Xuân Mùa cái này. Đây nhá. Em mặc thử cho chị xem. Em đang 53 cân, em cao 1m58. Em mặc size S thì nó hơi bị kích ngực một tí thôi. Bộ gấu chị đã mặc 550 em ơi. Bộ gấu cột size L rồi, ok chị ạ. Bộ thể thao to. Ôi từ em lên luôn. Quỳnh Tĩnh ạ. Cái gì đấy? Đây nhá, đây là size S này. Em hiện tại em 54 cân đấy. Lần này lên cân rồi, 54 cân rồi. Em mặc cho chị xem luôn này. Mặc như này cho nó, cho các chị xem cái form của nó luôn đây. Chị nhìn này. Ok chưa? Được chưa ạ? Em mặc nó chỉ là hơi kích được một tí thôi. Còn eo thì vẫn vừa. Đó. Chị Nhung Vang, Nhung Vang cho em số điện thoại đi. Chị một cái nào, chị Bình Nguyễn ơi, chị Xuân Mùa lên lại cho em xin số điện thoại của chị để em nhân viên cho nhân viên chốt đơn luôn với. Xuân Mùa này, Xuân Mùa một cái màu nâu em ơi. 1.500.000 một cái. Rồi, mỗi lần mặc nhớ em nhá, để em bán rẻ cho chị đấy. Bán rẻ cho các chị luôn ạ, mỗi lần mặc là cho em gọi là. Có nhìn thấy comment của chị không? Xuân Mùa cho em số điện thoại đi. Này, để dành cho chị Xuân Mùa luôn em ơi, chị Xuân Mùa này có cọc tiền trước rồi sao? Em không thấy số điện thoại ấy. Xuân Mùa. Cái màu be này ai lấy nhở? Không, hết size to rồi. Không, chị Hoàng Điệp đang hỏi là 1m50 có dài không, nhưng mà không thấy là không biết là có lấy hay không. Thì không lấy em nhường với chị khác. Hôm trước đã trượt một cái rồi, 52 cân vừa. Chị gì nhở? Chị Nhung Vang nhỉ? Nhung Vang có lấy không? 52 cân vừa đây này. Em 53-54 cân mà em mặc vừa này. Nhưng mà em cao 1m58 nhá. Em 1m58, em 53-54 cân. Em vẫn mặc được size S, chỉ là hơi kích ngực một tí thôi. Nếu mà người chị nào cao cao thì đấy, ok cho chị Nhung Vang một cái này. Nhung Vang có ghi số điện thoại này. Phao lỡ như còn ấy. Màu be đẹp. Be của nó be đậm đấy ạ. Ok, chị thích màu nâu. Màu đen là màu đen, không biết còn không ấy. Cái sau treo cái gì cơ. Cái sau cái đấy đấy.
Nè, con lỡ đây, lỡ còn này. Đen dài. Còn màu đen ấy, còn màu đen. Con lỡ này chị hoàn nghiệp mà. Thôi chị lấy mẫu khác, ok luôn. Rồi chị ghi số điện thoại của chị Xuân Mùa về em ơi. 0865 945 589. Lộc 1 em còn. Phao xe S chị ơi, 589. Chị gì ấy, Nhung Vương ghi chưa? Chị Nhung gì? Nhung Vang 0888 0888 023 987 987 rồi, chốt luôn này. Ok cho chị Nhung Vang một cái màu B này. Được chưa? Này, nhưng vang màu be. Ôi dồi, thế thì chị Hoàng Điệp ơi, lấy cho em con phao lỡ này. Chị nếu mà chị mặc vừa con này S luôn nhá. Hoàng Điệp đúng không? Đây lấy con size S này luôn này. 9904 triệu rưỡi chị ơi. Đây. Chị mặc S đúng không? Con này phao lỡ đây, còn một cái size S. Đấy lấy cho em cái quần short, em mặc cho các chị xem cái dáng của nó đến đâu luôn nhá. Chị nào đợi bộ đợi em tí em lên nốt mấy con phao rồi ạ. Chị yêu đợi bộ đợi em tí em lên nốt mấy con phao nhá. Làm gì có ở đây đâu. Thế cả sao thì lên chị lại quẩn. Đấu trên sàn ấy. Đây 62 cân hôm vừa chị ơi. Đây này. Đây cho các chị xem giá của nó luôn nhá. Đây của nó là dáng lỡ. 587 ok chị Hà Dương Dương. Sao lỡ 52 cân tùy chiều cao của chị nhá. 52 cân mét 60 mặc vừa size S được. Đấy, chị nào chốt phao lỡ của size S các chị lên đơn hàng này. Phao lỡ S ạ, 1.500.000 ạ. Ôi mãi mới chốt được áo phao ạ. Xịn xò thích quá. Chị gì nhỉ, chị Điệp có lấy con này không? Nó là răng lỡ này. 43 cân đã, 43 cân mặc hơi rộng một tí. Còn 45 cân đổ lên là mặc đẹp nhất. 45 cân đến từ 50-51 cân. Chị nào 52 cân tùy chiều cao nhé. Chị nào người cỡ 52 cân 1m59-60 các chị mặc được cho em size S. Đấy. Các chị comment là phao lỡ B đi. Phao lỡ B và kèm số điện thoại ạ. 1.500.000 ạ. Phao lỡ B 1.500.000. Tôi còn 2 cái này. 2 cái size S này. Đúng rồi, còn 2 cái size S này. Phao lỡ B của size S này. 1.500.000 ạ. Phao lỡ BS cộng số điện thoại cho em 1.500.000. Chị Thủy lấy con này phải không ạ? Phao lỡ này 1.500.000 cũng bằng tiền luôn chị ơi. Cho chị Nguyễn Thủy nhá, 0941 này. Qua chị có mẹ em là phao lỡ 245 cân mặc vừa in cho em size S. Từ 45-46 cân lấy các chị mặc vừa cho em size S. Chị Nguyễn Thủy một cái nhá. 0941 này Huyền ơi. 0941752385. 0941752385. 1m50-48 cân mặc được size S. Em còn có 2 cái size S. Đấy, đắc nào chốt nhắc luôn. Em bán rẻ hơn giá sỉ rồi. Bán rẻ hơn giá sỉ rồi. Đấy. Này mặc gọn người dã man luôn. Xịn đét luôn các chị ơi. Cái màu của nó cũng sang các chị nhá. Cái màu của nó cũng sang luôn này. Phao lỡ 2 size S này. Chị Điệp cũng lấy là mất cơ hội nhá. Tại vì nhà em lần này là hết sạch, không có hàng tí nào đâu ý. Size S. Phao lỡ này 1.500.000 chị ơi. Cũng là 1.500.000. Tại vì hàng lỡ với rắn giải em nhập cũng bằng tiền nhau chị ạ. 52 cân 1m55. 52 cân 1m55 à. Cái vòng ngực của chị bao nhiêu? Lúc nào nhân viên thì em tư vấn cho các chị sau nhá. 47 cân vừa đẹp luôn. Chị Trần Nụ lấy đi. Không còn size 58 cân đâu chị ạ. Trần Nụ cô lấy con này ok luôn. 47 cân mặc vừa cho em size S luôn. Đấy, 47 cân vừa size S luôn ạ. Còn một chiếc nữa các chị này. Còn một chiếc nữa, màu bê đậm. Về lắp lại lông mũ cho em này. Nhìn cho em hàng này. Sang lắm luôn. Giá này giá sale lỗ đó các chị ạ. Đấy chị ạ, giá xả lỗ rồi ạ. 1.500.000 cái em còn một cái ạ. Phao lỡ của size S này. Cái này còn 2 cái.
cái này, size L. Sao lỡ ba còn một cái của size L ạ? Phao lỡ 3 dưới 58 con. Chị Hiền tặng những con phao lỡ 2 này Huyền ơi. 0946 919356. 0946 919356 của chị Hiền tặng nhá. Phao lỡ 2, em mã này là phao lỡ 3 trên màu đen, size L ạ. Trần Nụ à, Trần Nụ dự phòng nhá. Ghi hộ chị cho chị Trần Nụ một cái. Màu đen. Màu đen các chị tầm khoảng 50 54 cân đến 58 cân. 54 cân đến 57 58 cân tùy chiều cao. Đấy, bọn này phao lỡ 3 màu đen ạ. Phao lỡ 3 màu đen và kèm số điện thoại ạ. 1.500.000. Con này phao lỡ 3 màu đen nhá các chị yêu. 54 cân đến 58 cân ạ. Áo 2 dây đồng ở bên trong là 95.000 chị ơi. Tối nay chị phao lỡ size S, chị Hiền Phạm này ok. Ghi tên chưa? Ghi tên cho vào túi bóng luôn đi. Ghi ở bên ngoài. Cho chị số tài khoản đây. Tí nhà em gọi chuyển khoản nhé. Tại vì có số của chị hết rồi, lúc nào gọi cho chị thì chị nghe máy xong là ok thì chuyển khoản. Đây ạ, phao lỡ 3 của size L, 54 cần 58 cân. 54 58 cân 1.500.000. Con này phao lỡ cho em size L màu đen. Đó, size lỡ, phao lỡ size L màu đen ạ. Các chị comment là phao lỡ màu đen ạ, cộng số điện thoại. Đây này, size L đấy chị này, 1.500.000. Con này size L cho em. Con này của nó là size L này. 1.500.000 ạ. Size L màu đen ạ. Chị Thảo Hoàng này, màu đen size L này chị ơi, lấy không? Còn một cái. Còn đúng một cái size L màu đen của răng lỡ. Đó, size L màu đen của răng lỡ ạ. Các chị liên đơn nào mẫu này cho em là phao lỡ 3. Phao lỡ 3 và kèm số điện thoại ạ. 1.500.000, còn một cái. 65 cân không vừa chị ạ. 1m65 59 cân mặc vừa size L chị nhá. 1m65 59 cân mặc vừa size L. À, phao giày đen S á, không có chị ơi, hết rồi ạ. Phao này có màu đỏ không ạ, đỏ em hết hàng chị ơi. Đỏ em hết, có mẫu khác không? Đây này, phao lỡ 3 này. Đấy là cái mác của chị rồi. Này, à đen còn một cái size S này. Đen mã này các chị comment là phao 4 ạ, phao 4 của size S. Đấy, màu này em còn một chiếc của size S này. Màu đen 50-51 cân đổ về em chốt đơn ạ. Các chị comment là phao 4 đen. Phao 4 đen của size S em còn một chiếc các chị nhá. 51-52 cân là ok cho em. 51-52 cân là ok, thoải mái luôn. 52 cân. Được chưa? 1.500.000, cái này còn một chiếc size S này. Còn một chiếc size S chị đào nước luôn này. Phao 4 nha, chị Trần Đào bao nhiêu cân chị ơi? Phao 4 ghi đi chị Trần Đào đi Huyền ơi. 0394 401312. 0394 401312. Còn một chiếc ạ. Các chị yêu lên cho là phao 5 nhé. Cái này còn 2 chiếc à? Cái này là MB này. B của size M. Cái này còn chỗ nào nữa không? 9903 này. Con ở trong kia. Màu B size M từ khoảng là 54 cân đến 57 cân. Phao lỡ à, phao 5 các chị comment là phao 5 mã này nhá. Phao 5 ạ, màu B. Phao 5 màu B 54 cân đến 57 cân em chốt đơn. Các chị này dáng của nó dáng eo nhưng em mà có hơi rộng vì là con này là size M.
Em mặc size S còn là vừa in luôn. Còn một cái màu rêu của xe S à? Trong kia còn không? Bọn này các chị lên là phao 5. Đâu? Màu rêu này có S, M, L. Màu B. Màu B. Đây là xanh M. Màu B này có ML các chị nhá. Màu B này có size M với size L các chị gọi là phao 5 ạ. Phao 5 từ 54 cân đến tầm dưới 60 cân em chốt đơn. 54 cân đến dưới 60 cân em chốt đơn nào. Các chị coi là phao 5 mà kèm số điện thoại ạ. Phao 5 kèm số điện thoại cho em ạ. Có size L các chị nhá, dưới 60 cân. Màu B có size L với size M. 454 cân đến dưới 60 cân em chốt đơn ạ. 54 cân đến dưới 60 cân. Các chị coi là phao 5 mà cộng số điện thoại ạ. 1.500.000 Chị ạ, 1.500.000 à, cao cấp cho em các chị ơi, toàn bộ hàng 2.7, 2.8 thì sáng các chị là 1.500.000. Thị trường mà các chị vẫn là 2.7, 2.8. Đấy, phao 5 đây Huy này. Dài đúng không? Tại ghi Hoàng Điệp ở đấy. Đâu, nhìn được ở dưới. À ừ. Đây các bác này. Màu rêu. Không có size M màu đen chị ạ. Đây là bằng này mã này. Rêu này, rêu xe S này. Lên đơn hàng nhá. Ờ rêu này có SML đúng không? Mình ơi, rêu này có SML phải không? Rêu này có SML. Màu rêu có xe SML các chị ơi, rêu có SML. Các chị lên mẫu này cho em là phao 5 các chị nhá. Phao 5 cho em màu rêu ạ. B 50 cân mặc cho em size S mà hơi rộng. Chị Du Hoàng ạ. S thì mặc hơi rộng. Ô Huyền ơi. Dạ, đấy là mấy mã khác nhau mà. Chị Chi cũng muốn đi đấy. Lúc nãy lên khách hàng đang bảo là có màu B size M không mà lại không có cái này. Vừa nãy lên chị Chi 03. Đứa nào đút vào cái mã túi chị Chi 04 này. Cái này M này. Năm mươi cân à, màu B nói chung là phải phụ thuộc vào cả cái chiều cao của chị nữa. Quần bò thủ đen à, thủ đen là mình còn không nhỉ? Em lên bộ nhá các chị nhá. Thôi bỏ qua phao đi, phao này lúc nào lại lên tiếp. Mình lên bộ luôn. Phao 5 màu rêu ok chị Nguyễn Văn Phương này. Rêu em có là size SML các chị ơi. SML các chị 45 cân đến 60 cân. 45 cân đến 60 cân các chị chốt màu rêu của em ạ. 45 cân đến 60 cân các chị chốt em màu rêu. Các chị lên đơn hàng của em là phao 5 ạ. Màu rêu của kèm số điện thoại ạ. 1.500.000 chị ơi. Xeo 1.500.000 nhá chị nhá. Xeo 1.500.000 ạ. Có cả màu B, màu rêu. Có cả B, cả rêu luôn. Rồi lên đầu bộ luôn ạ. Là bỏ con mẫu này em ơi. Size S chị ơi, Nguyễn Hiền ơi. 48 cân, 1m52 mặc size S cho em. 48 cân, 1m52 mặc size S. Nào bộ, bây giờ các chị thích bộ xanh, bộ form nhỏ hay là bộ form to để em lên luôn nào. Bộ form nhỏ hay bộ form to. Bộ có khóa ấy. Bộ khóa thế nào? Chị Quỳnh Năng, Quỳnh Trần nó bảo Huyền ơi có cái gì cho chị không kìa. Huyền có cái gì cho chị Quỳnh không? Chị có gửi bánh quẩy lại thở về. Rất là cơ hội nhé. Đây bộ hàng Quảng Châu size to đây.
lấy thêm lên thêm áo đá đi ạ. Em vừa lên áo đá vừa lên đồ bộ luôn nhá. Rồi bộ con to đấy các chị này. Mẫu này hiệu hồi cho tôi xem có size gì đây. ML 2 size. Các chị ơi ML 2 size ạ. 55 cân đến tầm khoảng là 70 cân đổ, 70 75 cân đổ về. Đấy chưa? Từ 50 cân đến tầm 70 75 cân đổ về em chốt đơn. Mã này à tầm 70 cân đổ về mã này cho em ạ, ML. Đó các chị comment là bộ này là bộ mã B bao nhiêu đến ơi? B14. Bộ B14 à? Em lên bộ size form to trước nhá. B14 và kèm số điện thoại ạ. Bộ này bộ B14 cho em. ML2 size. Form này từ khoảng là 55 cân đến 70 cân đổ về. 50 đến 70 cân. Bộ này size M này to đùng thế này này. 60 cân ấy, tầm 60 cân đổ lên quả. 60 cân đến tầm 75 cân. Size M ấy. Form to. Ôi sao mà nó rộng thế này. Bộ này là dành cho chị nào size to nhá. Em xả luôn bộ này này. Em tặng nhá. 350. Lên đường luôn. Đấy chưa, em tặng luôn bộ này các chị 350 này. Hàng Quảng Châu nhá các chị nhá. Bộ này hàng Quảng Châu cho em ạ, 350. Bộ này trước 6-700 nghìn một bộ này các chị ơi. 6-700 nghìn ạ. Lấy cho chị cả nguyên túi mát cho các chị xem luôn này. Em xả luôn ạ, 350 nghìn. Nó còn màu còn nguyên một màu này à. Bộ này là bộ mã gì đây? Nó có một màu rồi đấy. Vâng. Cái gì mình ghi là bộ than. B14, các chị ơi, B14 nhá. Không có size bé chị ơi, con này là form to mà. Quần này của nó sẽ là quần ống suông nhá chị nhá, quần ống suông ấy. Đó, tầm khoảng là 60 cân đến tầm khoảng là 65 cân các chị mặc size M. Còn tầm 70-75 cân các chị mặc size L cho em. Phải từ 55 cân đổ lên hả chị? Không, bộ này phải tầm khoảng 58-60 cân. Ống to này mà. 58 cân. Thôi xả 350 bộ này thì đến khoảng tầm 70 cân đấy nhỉ. Xả 350 các chị ạ, xả 350 bộ này. Đấy, form to các chị nhá, 350. Chị nào mà người to to các chị lấy bộ này cho em này. Bên dưới của nó sẽ là pha than. Được chưa? Bên dưới của nó pha xanh than ạ, 350 ạ. Hàng cao cấp bộ này trước của nó là giá hơn 600. B14 ạ, 67 cân ok. Chị nào người to ấy, dành cho chị nào mà chuyên tìm size to mã này. Đấy, B14 chị tuyết cao này. Bộ len em chưa tìm thấy ở chỗ nào. Các chị ơi chất nó đẹp lắm. Toàn bộ của nó dòng cắt như này luôn các chị này. Dòng xịn hàng cao cấp hàng Quảng Châu. Bây giờ em xả rẻ hơn cả bộ hàng Việt Nam rồi các chị ạ. Xả rẻ hơn cả hàng Việt Nam rồi ạ. Lên mã này cho em là bộ B14 ạ. B14 và kèm số điện thoại ạ. Có một màu thôi chị ơi, hết rồi. Nào lấy chân nốt con áo nhung nào. Thì áo nhung ta kiểm tra tài áo nhung ở trong góc kìa, áo nhung mấy. Dạ, thị chị Tú Anh Lê ok chốt đơn 68 cân này. Em ơi thế luôn, cái chất nó thì đẹp lắm, nhưng mà mỗi tội form nó to, nó dành cho chị nào mà chuyên để săn bộ hàng to ấy, size to ấy. Nên với bộ B2 nốt nào. Đá 91 về cho em ơi, đá 91 em hết hàng không có về hàng ở đâu chị ạ. Đá 91 là hết hàng không về hàng, bộ này em xả 350. Chị nào lấy được lấy luôn. Hơn 600 nghìn giờ tặng các chị có 350 này. Rồi. Bây giờ tặng các chị có 350. ML 2 size nhưng form này size M của nó form to ấy chị ơi nhá. Tầm khoảng là 60 cân đến tầm 75 cân là các chị vừa. 60 cân đến 75 cân ạ. À. Chị Nguyễn Thị Dung giá này em xả lỗ gọi là trồng vó ấy rồi các chị ạ. À. Hàng Quảng Châu mà em xả rẻ hơn cả hàng Việt Nam luôn. Đây áo nhung các chị này. Áo nhung của hàng Quảng Châu. Phúc Vương đá 90 ok chị luôn ạ. Chị Nguyễn Lợi ạ, B14 này. Chị Nguyễn Thị Dung bộ B14 này. Bộ nhỏ là cái bộ rồi xem nào. Bộ size nhỏ lấy bộ B2 nào. Bộ B2 không biết là còn size gì thì size gì đây. Đây đúng không? B2
B2 chỗ nào ấy nhỉ? Ở đấy mà. Đây bộ B2 đây. B2 em có nâu với đen các chị nhá. Bộ cổ tròn chui đây chị này. Cổ tròn chui đây em có nâu với đen. Đấy chị ạ, có màu nâu màu đen ạ. Bộ 52 cân có khóa là cái bộ đấy là bộ hàng công ty chị ạ. Hàng công ty thì nó sẽ là 52 cân có khóa. Lên các chị bộ này nhá. Bộ này màu nâu có size gì đây? Nâu ML. Đen ML. Nâu đen của size M với size L. Còn XL nhỉ? Còn XL không? Các chị này. K13 là cái gì? K13 có mũ. Có mà. Nhưng mà bạn chị có thể. Không đang là chị thê. Bạn chị có biết mã đấy rồi. Còn hàng là không sao phải đấy. Còn hàng mà đưa cái này hỏi thôi. Không thấy ai nói gì. Cái này nó chỉ có L thôi nhá. Nó chỉ có L thôi. Cái gì? ML thôi. UML. Mấy L. Thì gọi đi tao ăn cái tao nhạt hết mồm tao. Đúng sao? Làm cái gì mà nhạt mồm? Nhạt mồm, nhạt miệng. Bộ vừa mặc xong là 350 chị ạ. Bộ vừa mặc xong là 350. Còn bộ này là bộ B2 này. B2 nó có nâu với đen các chị nhá. 43 44 cân đổ lên thì tầm khoảng 60 cân đổ về em có size. 43 44 cân đến 60 cân đổ về có size vừa. Các chị comment là bộ này là bộ B2 ạ. B2 là 479.000 ạ. Đấy chị ạ, bộ nỉ xốp cho em ạ, chất độ đẹp long lanh luôn. Em có nâu với đen. Đấy chị ạ, còn ML2 size ạ, ML2 size. ML2 size ạ. Lên mã này cho em là bộ B2 ạ, B2 cho em màu đen các chị yêu nhá. B2 màu đen và B2 màu nâu. Cách số điện thoại ạ. B2 nâu với B2 đen ạ, 479.000. Rồi chị Đỗ Kim Tuyến ạ. Nói chung là những cái bộ hàng Quảng Châu size to là em thanh lý. Tại vì là thường em bán được size nhỏ hơn ý. Còn size to là xác định là bán lỗ vốn. Khách thì em cứ tầm khoảng là 60 cân quay đầu. Còn các chị mà tầm khoảng là tầm khoảng trên 65 cân đến khoảng là 75-80 cân thì ít lắm. Cho nên là thường là những cái hàng mà chị bên bên ra cho xem chị áo khoác lông thỏ chị comment nhầm em tím rồi. Ông bo gấu chị ạ, ông bo gấu đây. Chị comment nhầm. Comment nhớ là cái bàn phím nó nhảy. Đâu? Áo khoác lông thỏ chị comment nhầm. Ui dã man. Đau hết cả bụng này. Chuyện đấy. Lại còn được cái bà Thanh Thảo vào ha ha cái gì. Ha to thế. Đâu bội B2 ạ. Chị kia cứ hỏi là cao dài mãi. Chị Huyền gì? Chết cười. Đó kêu kiểu bàn phím nó nhảy ý. Em 7 lần em bị thế. Có bộ nào ông đứng không à? Ông đứng thường là những bộ Quảng Châu hàng cái form bé của nó là quần bo gấu. Kiểu trông nó kiểu dáng thể thao ấy. Mặc lên trông nó đẹp lắm. Các chị đi với giày thể thao. Để thể thao trắng đen đều được hết cho em này. Bộ B2 các chị nhá. B2 kèm theo số điện thoại ạ. Chị cũng nói nhiều đấy. Ơi vội quá không. Đau bụng quá. Chị Cao Thị Hiền B2 này à, màu đen với lại màu nâu các chị nhá. Màu đen màu nâu. Đây hai màu ạ. Các chị ơi hàng đẹp này. Có chị đang mua 600.000 giá thị trường đấy. Đang mua giá thị trường là 600-650. Nhưng em bán các chị 479.000 đồng hàng loại 1 luôn. B2 nâu ok chị Oanh Nguyễn này. Chị Cao Thị Hiền chốt đơn hàng ạ. B2 màu đen, B2 màu nâu cộng số điện thoại nhá. B2 lên áo đá đi em. Ô các chị có thích áo đá à? Nhưng em nhiều áo đá lắm, một buổi trưa thì không thể nào lên hết được. Em chỉ sợ các chị lên nhiều mẫu, các chị lên nhiều áo đá, các chị chán thôi. Không hề nhà em thì nhiều. B2 ok chị Nguyễn Phượng. Những cái dòng bộ này các chị mặc dễ này các chị này. Chất nó đẹp mà các chị, em thề luôn, em có cái bộ chất như này. Em giặt dòng dã mấy giặt cho em mấy năm rồi. Nó không bị sùn, không bị phai màu tí nào. Trừ khi là mình phơi ra nắng nhiều ấy, nó gọi là nó hơi bị bạc bạc màu một tí thôi. Chứ còn
về cái độ mà nó bay dão là không có, bay dão bị xù là không có. Chị Nguyễn Lợi có B21 nâu của size M, ok chị ạ. Chị Nguyễn Hà có. Chị Cao Thị Hiền lấy màu nâu nhá. Chị Nguyễn Oanh ok chốt nâu này, đen này, đen cũng xinh. Đấy, nâu đen nó pha cho em này, cái này chúng rất là sang luôn. B2 ạ, à, bộ nhung cổ tròn à. Bộ nhung cổ tròn để em xem nào. Năm nay thì báo là năm nay Tết là lạnh lắm này. Em thử mặc cây đen lên cho các chị xem luôn nhá. Ok luôn, chị Thắng Hương này. Loan có đồ bộ mẫu hè không chị? Em ở vùng 7 núi nóng. À, nóng à? Nóng thì có bộ bộ hè có. Áo đá áo phông có. Đây màu đen các chị này. Thế xem cái bộ B3 nào, B3 cũng có là cũng là cổ tròn nhỉ. B3 rồi B4. Đây chị đào chốt B2 màu đen, các chị lên đơn hàng nhé. B2 màu đen kèm số điện thoại ạ. Đây. Bộ B4 à? B4, B45. Bộ em mặc là bộ em mặc là bộ B2. B53. B2 là 479.000. Bộ B53. B53 còn nhiều không? 60 cân vừa size L chị ạ. B2 màu nâu 63 cân thì không vừa chị ơi. Nâu dưới 60 cân thôi, em đang hết XL ấy. Bây giờ còn size M và size L thôi. Dưới 60 cân em chốt đơn ạ. Dưới 60 cân em chốt đơn. Bộ này thì có MLX đấy chị này. Bộ này các chị coi là bộ B4 ạ. Thì chạm B4 cho em màu nâu và B4 cho em màu đen. Cộng số điện thoại ạ. Bộ này là bộ B53. À B53, bộ này bộ B53 này. B2 nâu cây chị lại thị thiết ạ. À, lấy cho mình bộ màu bộ nhung đi bạn ơi. Cả bộ nhung nữa. Bộ nhung ở bên này một ít này, bên kia một ít nữa. Bộ này còn size gì? Size L là chủ yếu rồi, còn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98,
trừ khi là người nhà chị nhận ở Việt Nam thôi, mà gửi sang Đài Loan cho chị thôi. Bộ pyjama em còn. Pyjama nhà em còn. Đây. Bộ này các chị lên cho là bộ này là bộ B3 đúng không? B3 là bộ của chữ Bieber như này. Đấy, B3 có bộ chữ như này ạ. Em có size M với size L màu đen. Có nâu đúng không? Chỉ có đen với trắng đúng không? Ừ. Đen ạ, ML 43 cân đến 60 cân. Các chị comment là bộ này là bộ B3 các chị này. Bộ em mặc là bộ B3. Đấy, các chị comment là mã hàng kèm số điện thoại ạ. Hả? Đỏ hết rồi. Trắng kìa, trắng em có size L đấy nhá các chị nhá. Các chị ơi, bộ đẹp lắm luôn đấy, hàng Quảng Châu cao cấp luôn. Bên dưới bộ nhung 48 cân vừa size M chị Trâm Lê ơi. 48 cân mà size M cho em. Từ khoảng là 43 cân đến tầm khoảng là 52-53 cân đổ về, các chị mặc size cho em size M. Và tầm khoảng 54 cân đến tầm dưới 60 cân, các chị mặc size L cho em. Đấy, bộ B3 các chị này. B3 màu đen ạ. B3 màu đen và cộng số điện thoại ạ. Đấy,
B3 màu đen và cộng số điện thoại cho em là 479.000. 479.000 đồng ạ. Nào, các chị thích cái gì thì em lên luôn, chiều ý luôn các chị nhá. Đây bộ nhung à? Đây màu trắng này. Trắng thì còn nguyên size L đấy. Trắng còn nguyên size L. Áo nhung này, chị nào thích áo nhung này. Áo nhung cho các chị luôn, giá đẹp nhá. 64 cân không vừa. Bộ B3 ok chị Nguyễn Hương ạ. B3, nói chung là bộ này em về nhiều chuyến rồi nhưng mà lần này là em cắt mẫu không về thêm nữa. Rồi thêm áo đá luôn nha chị nhá. Đợi em tím lên áo đá luôn. Đứng ở ngoài đây cho nó khoáng, mát máy. Đứng đây cho nó mát. Em mới mua được một cái đẹp lắm mà. Cái gì hả em? Em mới mua cái gì thế? Đây. Cái này em còn ít này. Mãi này là nhung mấy đây? Nhung 2 à? Phải không? Mãi nhung 2 cho em. Con này áo nhung các chị yêu nhá. Áo nhung cái này các chị ơi lấy kèm đơn luôn này. L1XL2XL nhung của nó nhung đính đá. Cái chạm nhung đá. Chất đẹp long lanh luôn. Mặc con này giữ nhiệt cực tốt luôn các chị nhá. Đằng trước có đính đá cho em ạ. Mãi này các chị comment cho em là nhung 2 ạ. Nhung 2 và kèm số điện thoại ạ. Cái chạm nhung 2 kèm số điện thoại cho em 45 cân đến tầm 65 cân ạ. 45 cân đến 65 cân đổ về em chốt đơn ạ. Chị Nguyễn Tuyết có B3 màu đen này. Chị Hương bóp rồi ok em chốt đơn hàng ạ. Mẫu này các bác comment cho em là nhung 2 nhá. Em xả luôn các chị này. Em tặng các chị nhá. 150 một cái. Hôm trước đang là giá 239 này. Hôm trước đang là giá 239.000 đồng. Bây giờ em còn màu này trước. Em tặng luôn các chị 150.000. Em hứa luôn là giá này là em tặng các chị chứ không có lời lãi gì luôn. Đấy, dưới 65 cân ạ. Rồi em mới mua được cái áo đá đẹp lắm. Chị cảm ơn em nhá. Lên áo khoác em ơi ạ. Rồi ok chị luôn. Bộ B3 là 479. Bộ này áo này các chị ơi lấy kèm đơn nhá. Cái này một cái riêng một cái nhé, em sẽ không ship. Cái này là em tặng các chị nào ngày hôm nay có đơn hàng kèm theo 150.000 một áo. Hàng Quảng Châu cao cấp luôn ạ. Hôm trước em vẫn đang bán là 239.000 đồng là em vừa được sale. Còn các chị đang mua thị trường nói chung là nó phải tầm khoảng là 300 mấy một cái. Hôm trước vẫn đang là 239.000 đồng. Ngày hôm nay tặng các chị luôn ạ, 150.000. Sập giá luôn ạ cho nó gọn mẫu. Chị chạy sập giá luôn cho gọn mẫu. Em sửa chị giá đi. Sửa giá luôn 150.000 cho các chị luôn. Em không tiếc nữa nhá. Được chưa ạ, từ 45 cân đến 65 cân. Đấy, chị các chị đã theo dõi em đến muộn như này rồi thì em tặng các chị một mã này cho võ nhá. 150 một cái. Được chưa, áo nhung của hàng Quảng Châu luôn các chị yêu. Bo gấu cho em nhá. Bao gấu cho em, các chị nhìn chất len, chất nhung của nó này. Xịn nét luôn ạ, 150.000. 150.000 đồng kèm đơn hàng. Các chị yêu ạ, nhớ xem là chị nào có đơn hàng em tặng các chị cái này kèm theo. Để chạm xong giữ một cái LXL2XL ạ. LXL2XL ạ. Áo chị mặc có size cho em, có 3 size. Áo nhung này mặc ấm quá loan mà hôm nay rẻ hơn. Chị ơi em còn có một ít thôi. Thế em mới bảo là ngày hôm nay em vẫn xả cho các chị luôn mà. Chứ hôm trước em đang bán 239. Em vẫn còn giữ cái giá hôm trước em đang bán ý. Chẳng qua hôm nay mới xả thôi. Đúng đến ngày hôm nay mới xả giá này thôi chị ạ. 150 một cái là cái này em tặng các chị nào có đơn hàng kèm theo nhá. Không hề rồi ok luôn ạ, tới luôn. Không hề cái mã mà hình như kiểu là hình cái ô xuống ấy. B4 rồi chị Thơm, chị Phơn Tuyên có ạ, chị Liên Phương ạ, chị Nguyễn Thu Hường ạ. Chị nào có đơn hàng lấy kèm đơn hàng dồn đơn luôn nhá. Chị Hằng Thu rồi ok chị ạ. Em lên phong hè cho các chị một hai mã phong hè luôn nhá. Không luôn. Rồi chị Vân này, chị Thanh Thủy này. Thế thì cho các chị luôn một cái mã áo nhung ở trong chỗ cái linh ngồi đi. À, đứng dậy bốc của chị phát. Có ở đây không? Có hai mã mang ra đây mà. Đâu, có một mã thôi. Ở bên cạnh kia kìa em. Em mang ra đây được. Thu về chưa mặc mà giờ bán rẻ hơn 100.000 luôn. Chị ơi nó còn ít mà chị. Hôm trước em về nhiều bây giờ nó còn mỗi thứ nó lẻ một tí. À chị mặc không có đánh size M mà đánh là LXL2XL em ơi. Đây mã này nữa nhá, mã này là nhung mấy đây.
Cái này nó còn lẻ sai đây chị này. Đây chị ơi, nó còn nhiều đâu. Chị ngày chắc chắn là sẽ có chị được chị không. Đấy, chắc chắn là sẽ có chị được chị không, nhưng không phải chị nào cũng được mã này. L còn hai cái này. Nói chung là vẫn đủ sai. Mã này là nhung mấy nhỉ? Mã này nhung mấy đây? Các chị lấy kèm đơn luôn ạ, ấm lắm. Nhung 1 đây à? Thế mã này lên chứ là nhung 1 nhé. Nhung 1 và kèm số điện thoại ạ. Để chạm nhung 1 và kèm số điện thoại cho em. Các bác ơi đẹp như này, các chị ơi tranh thủ nhá, tranh thủ lấy cho em. Để chạm nhung 1 và kèm số điện thoại ạ. Nhung 1 và kèm số điện thoại cho em các chị ơi, 150 một cái luôn. Đấy, nó còn tầm chục cái, nó còn tầm chục cái. Nhung 1 cho em ạ. Đúng rồi, 239 cả ship là 270.000 đúng không? Hôm nay tặng các chị nốt 150. Lấy thêm đi chị, hôm trước thấy đẹp thì lấy, hôm nay lấy thêm đi. Hôm nay rẻ hơn lấy thêm đi. Đây, con này là 150 nốt này, nhung 1 nhá. Dưới 65 cân em có size 45 đến 65 cân ạ. Từ 45 cân đến 65 cân đổ về em có size vừa. Nhung 1 và kèm số điện thoại ạ. Cái này cũng còn tầm chục cái thôi, không còn nhiều. Chục cái không còn nhiều. Con này rẻ quá. Đấy, cuối cuối là cho các chị kèm đơn hàng ấy, cho nó bỏ ship chị ạ. Cho nó bỏ kiện ship. À, khoác len lấy chị một mã khoác len đi em ơi. Lấy cho chị cái màu B đi, cái khoác len mà chữ C màu B, hôm nay về được mẫu đấy. Màu đen hiện tại đang chưa về được, màu nâu hiện tại chưa về được vàng. Nhung đen chị Xuân Mai. Nhung này là nhung 1 chị nhắc, nhung 1 cho em. Chị Nguyễn Lợi ạ, chị Sơn Chu ạ, chị Nguyễn Oanh ạ. Còn 10 cái thôi, không còn nhiều các chị ạ. Em còn 7 cái này. Em vào rồi giá thị trường, nếu các chị mua không hề có dưới 300.000 đâu nhá. Hôm trước em bán là 239, tại vì là em vượt được giá thanh lý, giá sale. Em vượt được hàng sale nữa, em mới bán được các chị giá như thế. Thế còn bình thường các chị đi mua, kể cả 270.000 giá mua không có các chị ạ. Giá 270.000 giá mua không có. Bộ khóa nhỏ hay mũ đi chị. Chị đã mua bộ 55 với bộ 47 chưa? 88. Đây khoác đây các chị này. Em đang còn mẫu này. Đấy, bộ mẫu này là K bao nhiêu đây? K8. Để chạm khoác len ép của bộ K8 ạ. Khoác len ép bộ K8, các chị lên mẫu này cho em là K8 mà kèm số điện thoại đây. Các chị ơi K8 cho em này. Em bảo rồi, mẫu này là trước có hơn 500.000 một con khoác len ép cho em ạ. Hàng của nó toàn bộ khoác len hãng các chị nhá. Lên mã này cho em là K8 ạ. Khoác len K8. Em về được trước của nó là màu B như này các chị này. Cái phần thân là B, còn tay của nó sẽ là pha nâu. Be pha nâu như này ạ. Các chị comment là mã này là K8 và kèm số điện thoại ạ. 350.000 một áo. Dưới 65 cân em chốt đơn ạ. Dưới 65 cân em chốt đơn hàng. Lên chị mã này là K8 và kèm số điện thoại ạ. K8 kèm số điện thoại cho em ạ. 350.000 ạ. Đấy, 350 áo này. Mã hàng K8. Đẹp quá các chị ơi, chất len của nó này. Để chạm nâu nó sẽ đậm hơn trên line các chị nhá. Nâu bên ngoài nó đậm hơn một tông. Mã này là K8 cho em ạ, 350. Hàng trước của nó là 560, 570, 580 tùy từng đợt. Và giá thị trường nhà em, nói chung là nhà em bán 570, 580 giá lẻ ngoại trường phải có tầm 650, 700. Em tặng các chị ngày hôm nay là 350.000. Mã là K8 áo khoác len. Các chị ơi khoác len cho em ạ. Hàng loại 1 nha. Em đang còn một màu này thôi. Em đang còn sót một màu này ạ. Chưa về được bù hàng. Đấy, đang săn sale thì mình phải đợi chị ạ. Săn sale mình phải đợi. Mã này K8 cho em ạ. K8 lên số điện thoại cho em mình có đơn nhá. Em cao 1m58. Em nặng 53-54 cân. Em nặng 53-54 cân. Tùy chị ạ, tùy từng đợt. Lúc béo lúc gầy. Đây nốt của mã này nữa à. Nốt mã này nữa nhá. Chị Lang Khoai ạ. Bộ nhỏ đi Tình Nguyễn có ạ. Chị gì nhỉ, chị Thảo Phạm đã mua bộ bộ 55 với bộ 47 nhá em chưa. Nếu mà chưa lên, chưa mua được bộ đấy thì em lên luôn. Nếu mà đã mua rồi thì thôi thì em hết cái những cái mã khác rồi. Còn áo dạ không mà em còn. Toàn 2XL. 1X, 2X. Cái này như thuộc vào size bé cả. Cái này còn nguyên size 1XL với 2XL nhá các chị ơi. Đấy, còn 1XL, 2XL này.
cái này còn nguyên size 1XL, 2XL. Các chị comment mã này nhung 4 nhé. Nhung 4 và kèm số điện thoại ạ. Nhung 4 kèm số điện thoại cho em. Tí nó lật móng tay này. Mét 65 vừa chị ơi. Em chưa mua, thế đợi em một tí. Thế lấy hộ chị cái bộ B55 em ơi. Xanh, cam, đỏ, đây nốt một mã này các chị luôn nhá. Đợi em một tí. Bộ này à, áo này các chị lên cho em ạ. Áo em mặc là em xả 150 chị ạ. Áo này cũng là nhung 4. Nhung 4 em cũng tặng các chị nốt là 150.000. Để chạm 150.000 một áo. Mã này lên đây nào chưa là nhung 4 ạ. Lấy luôn hai bộ đi chị rồi ok. Tại vì là bộ 55 với lại bộ 47 thì gần như nhau. Áo này các chị tầm 55 đến 65 cân nhé. Từ 55 cân đến 65 cân em chốt đơn này. Nhung 4 em tặng nốt các chị 150. Được không ạ? Em tặng nốt các chị 150. Nhung 4 và kèm số điện thoại cho em ạ. Cái phần trước có đính đá nhé các chị yêu nhá. 50 cân này mặc hơi rộng. Em 53, 54 cân này chị này. Dáng này của nó là dáng bu rông. Dáng kiểu gấu ấy. Thế chị nào bụng to các chị tầm trên 50 cân các chị cũng mặc được. Đấy tầm trên 50 cân các chị cũng mặc được ạ. Nhiệt 8 hay không em còn. Chị Oanh Hoàng lên số lên mã hàng với số điện thoại nhá. Chị Hoa lại nhánh lan à, lan hoa rừng ok em chốt đơn ạ. Chị Hồng Hương ạ. Chị Lan Khoai chốt đơn hàng ạ. Nhung 4 và cộng số điện thoại cho em à, 150. Để chạm 150 cho các chị nốt này. Giá này là giá kỷ niệm thôi. Để chạm giá này là giá kỷ niệm thôi ạ. 150.000 còn bằng này cái. Em còn bằng này cái 150.000 nốt các chị nhá. Chị Xuyến Trần ạ. Lên bộ khoác, khoác nhung đi à. Em mặc à? Xem gì ấy chưa? Vào tài khoản chưa? Không có thêm vào đây à? Có trong sổ. Cứ có hệ thống là đang giao. Hệ thống là đang giao. Này bán rẻ nốt chị ạ, này bán rẻ nốt. Con lên thêm mẫu nhung đá đi em á. Chị Linh Ngọc bao nhiêu cân như vậy? 62 cân á. 62 cân á. Thế thì chỉ có mấy mẫu này chị vừa thôi. Nhung đá em hết rồi. Nhung đá hết rồi chị ạ. Có cái mẫu tủ đá, tàu đổ đá để chỗ nào ấy nhỉ? Lên áo đá nhá. Em lên tiệm áo đá đi. Kệ ít người thì ít người. Để chạy ít người thì mình càng được mua. Đấy, ít người thì mình càng được chốt nhanh. Tại vì nhiều người xem là đến lúc mà hết hàng ấy, sợ hết hàng không có đủ số lượng để chốt cho khách. Tầm 300-400 người là ok luôn. Đây, bộ đây. Lấy chị bộ áo đá đi, Huyền rồi ơi. Một bộ áo đá ở chị mặc trong để lên bộ nào. Đồ bộ hè á. Bộ hè bây giờ em chỉ xả lẻ thôi. Tại vì nó không có, chưa có đủ hàng. Chị ơi, chưa có hàng ấy. Đấy em tiến lên bộ luôn nhá. Bộ gấu màu hồng. Bộ gấu hồng á. Em gì có bộ gấu hồng gì chị nhỉ? Em xanh cái cổ đấy. Bây giờ mặc bộ với em cổ cao hoặc là cổ tròn. Cổ tim mặc quả sống. Cái cổ muôn đẹp thế thì chị nhận nhiều hơn, cảm
B46 không mũ còn không em à? B46 em còn nhưng mà lẻ sai đang đợi hàng về. Thôi nhá, đừng kêu hôm nay rẻ quá chị ơi. Tại vì là em thanh lý lỗ rồi, em thề các chị em xả lỗ mà. Em có được lãi các chị 1.000, tầm giờ này em không có lãi đâu chị ạ. Hàng này các chị cứ cho các chị đi hỏi giá thoải mái luôn ạ. Thị trường làm gì có dưới 300.000 đâu chị. Pizza mai em có. Ôi lớp bóng đang tổ chức Giáng sinh này. Đây bộ này là bộ B55 nhé các chị nhá. B55 mà kèm số điện thoại này. B55. Nhung năm này. Không lãi đi buôn làm gì chị ơi, lãi mã trước còn lỗ ở mã sau, mã lẻ lẻ này. Chứ thực ra là đi buôn thì người ta ai có lãi mới đi buôn đúng không ạ? Đi buôn mà bảo là mã nào em cũng lỗ thì thực sự luôn là đi buôn làm cái gì là đúng. Nhưng mà các chị ơi, cho các chị hỏi thử xem áo em đang bán 150.000 thì các chị có nhập được vào không? Chứ không phải mã nào em cũng lỗ. Đấy, ví dụ như bây giờ mình nhập tầm khoảng 500-1.000 áo, bây giờ nó còn lẻ 10, 15, 20 cái thì bây giờ là mình xả lỗ đi, hoặc là bán bằng gốc. Có mã thì lỗ, có mã thì bán bằng tiền. Chứ không phải cái nào em cũng bán lỗ chị ạ. Bán kiểu là cắt mẫu cho nó gọn mẫu đi thôi. Bộ này bộ B55 này. Chốt nhung em lên tối qua rồi mà. Bộ này là các chị, hôm nay là bộ B55 này. Mã những cái mã trước thì mình có lãi rồi, mã sau thì bán nốt cho nó hết hàng đi. Em đang có màu xanh lá này, màu này em gọi là màu xanh lá nha chị nhá. Đỏ thì nó còn sót 1-2 bộ thôi. Đa số là còn xanh lá và xanh than. Thì chị ạ, xanh lá và xanh than như này, còn hai màu chứ các chị yêu. Thì chị ạ, em đang còn hai màu như này ạ. 350. Để cho em kỷ niệm các chị luôn, bộ này hôm nay là 350.000. Ok chị ạ, 350.000 đồng. Các chị lên mã hàng và kèm số điện thoại cho em ạ. 350. Hôm trước vẫn là 379 nhá, hôm nay giảm các chị là 350.000 ạ. 350.000 ạ, lên mã hàng và kèm số điện thoại ạ. Bộ này là bộ B55. Để cho ạ, B55 ạ, 350.000 đồng ạ. Nguyên ơi, xé hộ tớ cái bộ B55 kia xuống nha, cho các chị xem giá tiền trước đang bán là bao nhiêu tiền. Ngày hôm nay còn ít để chạy, còn ít mà lỗ các chị là 350. Đây này, bộ B55 này hôm trước vẫn đang là 379.000 đồng các chị nhá, ngày hôm nay tặng các chị lỗ 350 để chạy. Ngày hôm nay kỷ niệm lỗ các chị là 350. Bộ này là bộ B55 màu xanh ạ. Em có size các chị từ khoảng là 45 cân đến 65 cân nhá, 45 cân đến 65 cân. Giá cũ này bỏ luôn các chị yêu, hôm nay tặng các chị lỗ là 350, giảm luôn các chị 350 đi em ạ. B55 ạ, cộng số điện thoại cho em ạ. M50 62 cân không vừa chị ơi. M50 62 cân không vừa nhá, chị trắng nhá. Bộ này các chị comment là bộ B55 màu xanh này, xanh lá với xanh than. Đó, xanh lá với xanh than ạ. Các chị lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em ạ. Chị Nguyễn Hương Lan cho em số điện thoại với. Em còn đa số là còn hai màu như này, cam, màu cam, màu đỏ, còn mỗi màu một bộ thôi ạ. Chị Hoa Kim rồi ạ, chị Phan Huệ ạ. Ok, chốt đơn ạ. B55 này. Đấy, như cái quần này các chị ơi, nó không bo gấu các chị dễ mà. Quần của nó là kiểu quần ống đứng như này. Đấy chị ạ, quần ống đứng như này các chị ơi, rất là dễ mặc luôn ạ. Chị Nguyễn Hương Lan có xanh lá size L này. Em vẫn đủ size là L, XL, 2XL các chị nhá. L 1XL với 2XL ạ. 350 ạ. Size các chị dưới 65 cân đổ về. M52 48 cân mặc cho em size L được chị Nguyễn Hiền nhá. Mặc size L đi cho em ạ, size L là size nhỏ nhất. Size L là size nhỏ nhất, các chị comment là bộ B55 ạ. Áo đang mặc bên trong là mã mã gì nhỉ? Em chưa lên mã đây. Mã đá 62. À, bên trong là đá 62 ạ. À. Áo len F 350.
Chị Minh Nguyễn ok, chị Hoa Trần ok, chúc đơn hàng ạ. Xanh lá. Đây này bộ có mũ có khóa này. Cầm bộ gì tím bỏ qua. Tím bỏ qua nào. Xanh than đây. Xanh than đây, xanh than với xanh lá. Đây màu đỏ đây, màu đỏ em còn sót hình như có một bộ hai bộ thôi. Đỏ size L này. Đỏ size L ạ, đá 62 làm bao nhiêu tiền nhỉ? Con này 175 á. Nó bán 139 nghìn đồng chị ơi. Được chưa ạ? 139 nghìn đồng là đá. Đá này là mã đá bao nhiêu nhỉ? Đá 62 các chị nhá. Đá 62 ạ. 139 nghìn đồng. Bộ đỏ còn đúng một bộ size L này. Chị Nguyễn Hiền lấy nốt không này. Em còn size L đây. Còn đúng một bộ size L thôi. Thôi chị xem bộ B2 màu nâu em ơi. Nữa em lên mẫu rồi mà chị Nguyễn Phương. Em mặc mẫu rồi đấy. Đỏ size L còn một bộ đấy. Chị lấy nốt em lên. Lên comment luôn cho em này. Lấy nốt comment luôn trên là bộ B55 size L màu đỏ. Còn một bộ ạ. Còn một bộ B55 size L màu đỏ ạ. À hai bộ này. Hai bộ đỏ, bộ B55. Đây chị Nguyễn Hiền lấy dồn đơn, em còn hai bộ nhá. Áo đá 62 139 nghìn ạ. Bộ này là của nó là 350, hôm nay em sale 350. Hôm nay sale 350 ạ. Chị Nguyễn Tươi có ạ. Bình Dương á, Bình Dương nếu mà ship ở vùng xanh thôi chị ơi. Vùng xanh thì ship được nhưng mà vùng đỏ thì không ship được chị nhá. Nguyễn Ngảnh đá 62 không có sai chị vừa đâu. Bọn này ở trên 50 cân đấy. Rồi chị Trương Thị Thương áo K6 B55 size L này. Chị Nguyễn Hiền B55 màu đỏ size L này. Áo khoác em hỏi là cái nào? Khoác em hỏi là cái nào nhở? Chị không nhớ. Em ơi sửa giá bộ này cho chị là 350 nhá. Ôi giờ này chưa đi làm mà 3 giờ rồi mà. Thôi em nghỉ đi nhá, tối em bán tiếp nhá. Tối bán tiếp ạ. Đá 62, 139 nghìn. Áo đá chị mặc 51 cân được. Trên 50 cân là mặc được. Like ghê gớm. Thôi cuối năm tranh thủ em ơi. Đấy, cuối năm tranh thủ. Bộ này 350 là bộ B55. Còn bộ B47 là bộ khác chị nhá. Like ghê gớm à. Úi giời ơi. Đây này, xanh than này cũng đẹp đấy chị này. Hôm trước 379 nghìn đồng không có hàng bán. Là sau này em về nhiều quá thì hôm nay em bán giảm luôn các chị ạ. À. Chị Đoàn Tưởng lên số điện thoại cho em với chị ơi. Thôi tối hôm nay 8 rưỡi em lại lên tiếp nhá. Thôi giờ này em xuống ngay để em lấy sức để tối em bán tiếp. Tối nay lại lên không các chị nhở. Áo đá chị Trang Tuyền. Chị ơi mã 62 cho em đi. Đá 62. Đá 62. Like khủng khiếp. Like ghê gớm. B14 chị Huế Hân rồi ok chị ạ. Khoác da em lên rồi. Bộ nhung nghỉ tối chị Tạ Dung nhá. Thôi các chị vẫn đảo like bộ nhung đi. Thôi để tối đi chị ơi. Muộn quá rồi 3 giờ rồi. Tối em lại lên nhá. Tối lên đi. B16 em còn. Hẹn các chị tối hôm nay 8:30 nhá. 8:30. Bye bye các chị yêu. Tối em lên, chị Lưỡi Lan này đợi em tối nhá. Không, tối em lên à. Khách còn đông nhưng mà nhân viên nó không chốt kịp ý chị ơi. Nhân viên đôi tối qua vẫn còn đang chưa chốt xong. Và bây giờ cứ like thì miên thế này là các bạn nhân viên nhà em nó khó chốt ý. Ở à, em mặc 139 nghìn. Tối nhá chị Lan ơi, chị Nguyễn Hương Lan này tối nhá. Tối em lên phông tiếp. Tối thường là 8:30 chị ạ. 8:30 em lên. Em ơi, em cứ vừa gói hàng vừa cầm điện thoại, chị không cứu em đâu. Mấy cứ lần trần như con rùa thế là bao giờ mới xong được. Chị không ngộ đâu, giờ chị đi ngủ đấy, tối chị còn bán hàng.
ăn vở à. Ôi giờ này ít người xem rồi, tối nhá chị Ngọc Anh nhá. Tối hôm nay em hứa lên bộ nhung được không ạ? Nhiều mẫu đẹp mà. Đây các chị nhá.